Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 201. Người muốn giết ai? Nhân thế gian một gian xa hoa bao xương bên trong, đứng đối diện một người xinh đẹp nữ tử, lạnh lùng nhìn xem đối diện một cái hôi bào lão giả. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra cái này hôi bào lão giả đến, không phải liền là Khương gia Khương Trấn Long sao? Lúc trước hắn đã giết Khương Thiếu Hư, Khương Trấn Long nhiều lần tìm hắn để gây sự. Mà lần này, hắn vậy mà đến nhân thế gian. Tiêu Phàm, Khương Trấn Long cắn răng nghiến lợi phun ra một cái tên, dày đặc khí lạnh, hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Tiêu Phàm, xinh đẹp thiếu nữ lông mày nhíu lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị. Không được, Khương Trấn Long trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cười lạnh nói, nhân thế gian, không phải là ai đều có thể giết sao. 100 ức cực phẩm nguyên tinh, 3 ức công huân điểm. Xinh đẹp thiếu nữ không quan tâm Khương Trấn Long châm chọc khiêu khích, mà là trực tiếp báo ra giá cả. 100 ức cực phẩm nguyên tinh, 3 ức công huân điểm. Nghe nói như thế, Khương Trấn Long khóe miệng giật một cái này đại giới cũng quá dọa người. Cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Chê đắt mà nói, đi ra ngoài xoay trái. Xinh đẹp thiếu nữ đứng dậy, chuẩn bị rời đi, bắp đùi thon dài ở mông lung quang mang chiếu xuống, lộ ra gợi cảm mê người. Tốt, nhưng mà, Khương Trấn Long đột nhiên cắn răng nói, ta lại thêm một ức công huân điểm, bất quá, ta muốn hắn còn sống linh hồn. Thành giao, xinh đẹp thiếu nữ vỗ tay phát ra tiếng, điểm ấy đại giới, ngươi sẽ cảm thấy phi thường đáng giá, Tiêu Phàm bây giờ thân phận, thật không đơn giản, quân bách nhẫn coi trọng hắn không nói, nghe nói trước lúc trước ngày, hắn còn chiếm được táng tổ thiên mộ danh ngạch. Khương Trấn Long mặt âm trầm, không cần xinh đẹp thiếu nữ nói. Hắn cũng biết Tiêu Phàm bây giờ thân phận bất đồng. Bằng không mà nói, hắn chỗ nào cần tìm nhân thế gian đối Tiêu Phàm xuất thủ, hắn Khương gia người liền có thể làm đến. Chính là sợ đắc tội quân bách nhẫn, hắn mới chỉ có thể ra hạ sách này. Nhân thế gian, thế nhưng là thái cổ thần giới, thậm chí thiên hoang thần bí nhất tổ chức sát thủ, bọn họ giết người, coi như quân bách nhẫn biết rõ, cũng chưa chắc dám ra tay đánh nhau. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm đã rời đi thiên hoang. Chỉ có nhân thế gian mới có thể người không biết quỷ không hay tiến vào thái cổ thần giới. Nếu như Tiêu Phàm chết ở thái cổ thần giới, đó là không thể tốt hơn nữa. Khương Trấn Long giao ra 100 ức cực phẩm nguyên tinh, 4 ức công huân điểm, liền rời đi nhân thế gian. Xinh đẹp thiếu nữ đợi đến Khương Trấn Long rời đi, một thân một mình đi tới lầu các tầng cao nhất, gõ cửa phòng, đi vào. Trong phòng ngồi ngay thẳng một cái trung niên nam tử, mặt như đao tước, tuấn dật phi phàm. Trên người trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ uy nghiêm vô thượng. Bất quá, gặp lại xinh đẹp thiếu nữ về sau, lại là vẻ mặt hiền lành, Khê Nhi, sao ngươi lại tới đây? Cha, có cái thú vị nhiệm vụ, xinh đẹp thiếu nữ dịu dàng nói. À, nhiệm vụ gì, để cho chúng ta Khê Nhi như vậy có hứng thú? Trung niên nam tử ôn nhu cười một tiếng, xinh đẹp thiếu nữ lấy tay vung lên, trong phòng lập tức xuất hiện một đạo quang ảnh. Quang ảnh bên trong hiện lên là Tiêu Phàm khuôn mặt, nàng cười cười nói có người muốn giết người này. Hắn là ai? Trung niên nam tử lộ ra nghi hoặc, cha chưa thấy qua hắn, nhưng hẳn nghe nói qua hắn. Xinh đẹp thiếu nữ thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, hắn liền là Tiêu Phàm, vạn thánh vân giới chi chủ, vạn thánh dược các chủ. Nghe nói như thế, trung niên nam tử lông mày vặn thành chữ xuyên, nói ai muốn giết hắn? Hiển nhiên. Hắn cũng đã được nghe nói Tiêu Phàm danh tiếng, thật sự là những năm này, Tiêu Phàm gây ra động tĩnh quá lớn. Khương gia, xinh đẹp thiếu nữ không có nửa điểm kiêng kỵ, nói, ngài cảm thấy phái ai đi tốt một chút đây. Đúng rồi, hắn đã rời đi thiên hoang, tiến về thái cổ thần giới. Thái cổ thần giới, trung niên nam tử lông mày nhíu chặt hơn, suy nghĩ một chút nói, gần nhất thái cổ thần giới cũng không quá thái bình, chúng ta người, tốt nhất đừng bước vào. Thế nhưng là nhiệm vụ ta đã tiếp, nhân thế gian nhưng không có vị ước quen thuộc. Xinh đẹp thiếu nữ lộ ra vẻ khó xử. Trung niên nam tử ngón tay đập mặt bàn, hồi lâu mới nói, để Tiêu Trần đi thôi. Xinh đẹp nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói cha, ta theo Tiêu Trần cùng đi. Không được, trung niên nam tử không chút do dự hủy bỏ quyết định này. Liền để nữ nhi đi nha. Xinh đẹp thiếu nữ ngăn đón nam tử trung niên cánh tay. Làm nũng nói, coi như ngươi không cho ta đi, ta cũng là sẽ đi. Trung niên nam tử có chút bất đắc dĩ,
hắn đường đường thất sát nhân vương, cái gì còn không sợ, chính là sợ bản thân nữ nhân nũng nịu. Tốt a, rơi vào đường cùng, trung niên nam tử đành phải gật đầu đáp ứng, lại lắc, cha đầu đều bị ngươi lắc choáng, ngươi đi có thể, bất quá muốn ước pháp tam chương. Không nói ước pháp tam chương, chính là hiến pháp tạm thời 30 chương, 300 chương cũng không thành vấn đề. Xinh đẹp thiếu nữ hưng phấn cười nói, đệ nhất, tất cả nhất định phải nghe theo Tiêu Trần an bài, đệ nhị. Trung niên nam tử thần sắc nghiêm lại, cha, ta đã biết, nhưng mà, xinh đẹp thiếu nữ lại là đã chạy đến cửa ra vào, phịch một tiếng, trực tiếp đem cửa phòng mang tới. Thất sát nhân vương cười khổ lắc đầu, mấy tức về sau, thần sắc lần nữa khôi phục lạnh lùng, thản nhiên nói, ảnh sát, người đi theo đám bọn hắn đi. Đừng xuất thủ, chỉ cần bảo vệ bọn họ chu toàn là được. Là, chủ nhân, một đạo thanh âm cung kính vang lên, lại là không thấy được bất luận bóng người nào. Tầm nửa ngày sau, xinh đẹp thiếu nữ dắt một cái tuấn giật phi phàm, nhưng lại khuôn mặt băng lãnh bạch bào thanh niên bước lên thời không khiêu dược đài. Tiêu Trần ca ca, lần này, thế nhưng là ta cho ngươi tranh thủ được nhiệm vụ a, ngươi còn chưa có đi qua thái cổ thần giới a. Xinh đẹp thiếu nữ nhu tình cười nói. Ta đi là được rồi, người không cần đi mạo hiểm, 2-3 tháng trở về. Bạch bào thanh niên Tiêu Trần ngữ khí lạnh lùng, cũng không có bởi vì xinh đẹp thiếu nữ thân phận mà có nửa điểm nhu hòa. Người ta chính là nghĩ đi chơi một chút nha, ta thích nhất cưỡi rồng, đùa phượng hoàng, thiên hoàng không có đám đồ chơi này, chỉ có thái cổ thần giới mới có. Xinh đẹp thiếu nữ hết sức nịnh nọt Tiêu Trần nói. Sư tôn nói, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, lập tức chạy về thiên hoàng. Tiêu Trần lại là lắc đầu, hừ, xinh đẹp thiếu nữ kiều hanh một tiếng, nói, ngươi còn như vậy, về sau ta để cha không an bài cho ngươi nhiệm vụ. Tốt, ta nghe ngươi, Tiêu Trần thái độ trong nháy mắt đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Không bao lâu, thời không khiêu dược đài khởi động, hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nửa tháng sau, một mảnh trong vũ trụ mênh mông, không duyên cớ xuất hiện một chiếc thần chu, Tiêu Phàm đám người nhao nhao đi tới trên bong thuyền. Cúi đầu nhìn tới, nơi xa, một quả ngôi sao to lớn lạc ấn ở đám người trong tầm mắt. Tiêu Phàm, nơi này chính là Thái Cổ Thần Giới. Khương Ách nhìn không được sợ hãi thán phục, nói Thái Cổ Thần Giới, so thiên hoang còn muốn lớn hơn rất nhiều a. Tiêu Phàm 10 điểm im lặng, chẳng lẽ ngươi không biết, thiên hoang đều đã từng thuộc về Thái Cổ Thần Giới một bộ phận sao? Chẳng qua là ban đầu đại chiến, Thái Cổ Thần Giới sụp đổ, thiên hoang vừa lúc chia lìa ra ngoài mà thôi. Nhìn qua mênh mông tinh thần, Tiêu Phàm cũng không nhịn được thở sâu, lắp bắp nói, mấy chục năm trước từ biệt, rốt cục trở về. Thần Chu nhanh chóng ghé qua, Tiêu Phàm trong lòng đã không kịp chờ đợi chạy tới vô tận thần vực. Vừa đi mấy chục năm, Tiêu Phàm có loại người xa quê cảm giác về nhà, cũng không biết những năm này, vô tận thần phủ như thế nào. Lão đại, chính là chỗ này, nơi này xuống dưới, chính là vô tận thần phủ. Thí thần chỉ phía dưới một mảnh mặt đất bao la, hưng phấn hét lớn. Xuống dưới, Tiêu Phàm thở sâu, mệnh lệnh ma thái hư bọn họ thao túng thần chu một đầu ngã xuống dưới. Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc hướng về phía dưới, sợ bỏ qua cái gì, nhưng mà, làm thần chu xuyên qua tinh vực thời điểm, một cỗ nồng nặc túc sát chi khí đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới ma khí ngập trời, vô số tiếng oanh minh từ tứ phương truyền đến, thiên địa run rẩy kịch liệt. Chuyện gì xảy ra, cửu U Ma Toan kinh ngạc nói, Thái Cổ Thần Giới không phải một mảnh thanh minh sao, tại sao có thể có ngập trời ma khí? Tiêu Phàm cau mày, trong lòng có loại dự cảm bất an. Là dị ma, Trúc Hồng Tuyết ánh mắt lạnh lùng, trên người bộc phát ra sát khí ngút trời. Tiêu Phàm không có mở miệng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt từ thần chu bên trên rời đi, cực tốc hướng về vô tận thần phủ vị trí kích xạ đi. Không nên xảy ra chuyện. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, Tiêu Phàm nội tâm cầu nguyện, nhưng nhìn lấy vô tận thần vực cái kia lăn lộn ma khí, hắn trong lòng lại là chìm đến cổ địa. Hắn ẩn ẩn ngửi được ma tôn khí tức, nơi này chính là Thái Cổ Thần Giới A, thánh tôn cảnh cực kỳ thưa thớt, nếu như đại lượng dị ma giáng lâm Thái Cổ Thần Giới, vô tận thần phủ lại làm sao có thể ngăn cản được. Không nói vô tận thần phủ, dị ma thế nhưng là vô cùng vô tận. Đoán chừng Thái Cổ Thần Giới cửu vạn vực chẳng mấy chốc sẽ luân hãm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng càng bối rối, lúc này, vô tận thần phủ vị trí. Một vệt kim quang lòe lòe trận pháp màn sáng mở ra, ngoại giới lơ lửng vô số thần chu,
phía trên dính đầy lấy rậm rạp chẳng chịt dị ma. Rất nhiều dị ma chính đang điên cuồng công kích trận pháp kết giới, trận pháp màn sáng không ngừng rung động. Vô tận thần sơn đỉnh cao, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan hai người lăng không mà đứng, chiến bào phiêu động, phía trên dính không ít vết máu, hiển nhiên là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Phó phủ chủ, Nam Cung Điện chủ, Man Hoang Cổ Cương Luân Lạc, Hoàng Thiên Quân mang theo Man Hoang Cổ Thành đào tẩu, chẳng biết đi đâu. Một người thám tử hồi báo, giọng nói vô cùng ngưng trọng. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan hai người cau mày, hai mắt đỏ bừng nhìn qua ngoại giới dị ma, chúng ta sớm nên nghĩ tới, Lão Tam đã từng liền phát hiện, vạn tộc thí luyện cổ lộ trên thì có dị ma lối vào, không nghĩ tới bọn họ vậy mà từ nơi nào giết ra. Nam Cung Tiêu Tiêu ngữ khí bi quan, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải giữ vững vô tận thần sơn, kiên trì đến công tử trở về. Quân Nhược Hoan nghiến răng nghiến lợi nói, đám người một trận hờ hững, phủ chủ vừa đi mấy chục năm, tiến về thiên hoang cái kia nguy nan trọng trọng địa phương, có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số. Ai biết Tiêu Phàm còn có thể không yên ổn trở về. Mặt khác bốn đại cổ cương đây, Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói, báo, báo, lúc này, lại có hai cái thám tử từ đằng xa kích xạ mà tới, cung kính quỳ gối Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan trước người. Nói, nhìn thấy hai người vội vàng sắc mặt, Nam Cung Tiêu Tiêu liền biết là tin tức xấu. Khởi bẩm phó phủ chủ, Nam Cung Điện chủ, Hoàng Cực Cổ Cương mắt thấy sắp lưu lạc, bất quá mấu chốt thời điểm giết ra một đám hắc y nhân, đột sát tuyệt đối dị ma, bây giờ Hoàng Cực Cổ Cương trận pháp mở ra, chúng ta người đã mất đi liên hệ. Một người thám tử lớn tiếng nói, khởi bẩm phó phủ chủ, Nam Cung Điện chủ, đế trần Cổ Cương cũng là như thế, mắt thấy sắp diệt vong. Đột nhiên giết ra một chi ngân giáp quân đội, đổ sát vô số dị ma, hiện nay trận pháp che trời, chúng ta người cũng đã mất đi liên hệ. Khác một người thám tử trịnh trọng nói, trong mắt mọi người lộ ra kinh ngạc, Hoàng Cực Cổ Cương cùng đế trần Cổ Cương, vẫn còn có bậc này lực lượng. Phải biết, dị ma thế nhưng là có không ít thánh tôn cảnh cường giả, bọn họ lại có thể giết lùi dị ma không nói, còn có thể đổ sát vô số. Không cần suy nghĩ. Đang lúc đám người nghi hoặc thời khắc, Quân Nhược Hoan ngưng tiếng nói, là thiên hoang người đến. Thiên hoang, đám người kinh ngạc, đế tử gia tộc chủ mạch, chính là thiên hoang thập đại gia tộc một trong đế chiến gia tộc, có thể đuổi đi dị ma, hợp tình lý. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, cái kia Hoàng Cực Cổ Cương đây. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói, Hoàng Cực Cổ Cương, cũng là thiên hoang thập đại gia tộc một trong cơ gia phân mạch, thiên hoang người đến. Quân Nhược Hoan nhìn lấy thiên khung, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đoán chừng chủng tộc khác, cũng không ít thiên hoang người nhúng tay, thiên hạ, sẽ đại loạn. Phó phủ chủ, cái kia hoang gia vì sao bị diệt? Có người nhìn không được mở miệng, đế tử gia tộc cùng cơ gia ở thiên hoang đều có cường đại hậu trường, hoang gia cũng là gia tộc cổ xưa, chắc cũng sẽ có tài đúng. Hoang gia, Quân Nhược Hoan lắc đầu, đã từng hoang gia rất cường đại, nhưng là thời kỳ thượng cổ vẫn lạc. Hiện tại, bọn họ lớn nhất chỗ dựa, đoán chừng chính là Hoang Thiên Quân. Nói đến đây, Quân Nhược Hoan vừa nhìn về phía mấy cái thám tử, nói, Bắc Thần Cổ Cương cùng Thần Đạo Cổ Cương đây. Đám người thần sắc run lên, chẳng lẽ Bắc Thần Cổ Cương cùng Thần Đạo Cổ Cương, cũng có thiên hoang cường đại hậu trường. Bắc Thần Cổ Cương, ở dị ma xuất hiện thời điểm, liền trận pháp che khuất bầu trời, phàm là đi vào dị ma, tất cả đều vẫn lạc. Thám tử thành thật trả lời. Dừng một chút, lại nói, mà Thần Đạo Cổ Cương Hiên Viên gia tộc, càng là 10 điểm quỷ dị, đột nhiên toát ra vô số thánh tôn cảnh cường giả, đem dị ma giết ra Thần Đạo Cổ Cương bên ngoài. Cái này hai đại gia tộc, là thượng cổ hậu kỳ xuất hiện, mặc dù cùng thiên hoang không có quá nhiều liên hệ, nhưng bọn hắn nội tình, xa so với chúng ta tưởng tượng thâm hậu. Quân Nhược Hoan thở dài, nhân tộc 6 đại cổ cương, Man Hoang Cổ Cương bị diệt, hiện tại cũng đến phiên Vô Tận Cổ Cương. Truyền lệnh xuống, trận pháp các, bất kể như thế nào đều phải kiên trì lên, không tiếc bất cứ giá nào. Quân Nhược Hoan ra lệnh một tiếng. Quân huynh, Nam Cung Tiêu Tiêu thở sâu, nói, nếu như trận pháp phá mở, ta sẽ dẫn lấy chiến hồn điện người đứng vững, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Không được, thân ta là phó phủ chủ, muốn đỉnh cũng là ta ở mũi nhọn phía trước. Quân Nhược Hoan không chút nghĩ ngợi nói. Lão nhị, quân huynh, không muốn bi quan như thế. Mấy năm trước Vô Tận Cổ Cương bên ngoài, đột nhiên toát ra Vô Trần Thiên Cung,
chúng ta có lẽ có thể cùng bọn hắn liên hợp. Lúc này, cả người khoác hỏa hồng chiến bào nam tử đi tới. Nam tử không phải người khác, chính là Lăng Phong, mấy năm trước dị ma xuất hiện, hắn không chút do dự mang theo vô số phượng hoàng trở lại vô tận thần phủ. Những năm này, ở vô tận thần phủ không có thực chất địa vị, nhưng một mực vì vô tận thần phủ xuất sinh nhập tử. Vô Trần Thiên Cung, Quân Nhược Hoan híp híp hai mắt, hồi lâu mới thở dài, lúc trước Hoang Thiên Quân đi tìm Vô Trần Thiên Cung phiền phức, đều không chút lưu tình bị đuổi đi, chúng ta đi đối phương chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Nhưng ta luôn cảm thấy, Vô Trần Thiên Cung một mực đang bảo vệ vô tận cổ cương, đoạn thời gian trước, dị ma giết vào vô tận cổ cương, trước tiên xuất thủ chính là Vô Trần Thiên Cung. Lăng Phong ý vị thâm trường nói, oanh, lời còn chưa dứt, đột nhiên phía trên trận pháp rung động kịch liệt lên, nổ lên một cái lỗ to lớn, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Trận pháp phá, có người kinh hô không thôi, thanh âm đều có chút run rẩy, vẻ mặt sợ hãi nhìn qua hư không. Chiến hồn điện ở đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu một tiếng quát như sấm, trên người hiện lên một bộ đen nhánh chiến giáp, tay mang theo chiến thiên kích phóng lên tận trời. Ở, hậu phương hàng vạn mà tính, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến hồn điện tu sĩ đồng thời đáp, huyết khí trùng thiên, chân trời ma khí đều trong nháy mắt nổ tung. Sau một khắc, mấy vạn người đồng thời phóng lên tận trời, yếu nhất đều là đại đế cảnh, chiến ý ngập trời. Đối mặt dị ma, bọn họ không có bất kỳ cái gì e ngại. Bọn họ đều rất rõ ràng, nơi này là nhà của bọn hắn, một khi thất thủ, thân nhân của bọn hắn, bằng hữu cũng phải bị dị ma đổ sát. Thiên Hạ Điện ở đâu? Quân Nhược Hoan không yếu thế chút nào. Ở một phương khác, 10 vạn ngân quang lóng lánh quân đội cầm đao kiếm trong tay, vô số kiếm khí đao ảnh nở rộ, khí thế như hồng, thế không thể đỡ. Tu La Điện, Huyết U Điện, bảo vệ vô tận thần sơn, Thiên Hạ Điện, theo ta giết. Quân Nhược Hoan hét lớn một tiếng, chân đạp chiến xa bằng đồng thao phóng lên tận trời, chiến ý ngập trời. Bọn họ mặc dù chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh, nhưng đối mặt chân chính thánh tôn cảnh, cũng không sợ hãi. Chết, chân trời chỗ cao nhất, hai đạo bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện, khí tức kinh khủng bộc phát, vô số dị ma trực tiếp nổ tung, vừa mới xông vào trận pháp bên trong dị ma, tất cả đều bị hất bay ra ngoài. Túy Lão, Tiêu Thúc Thúc, Nam Cung Tiêu Tiêu thấy thế, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Đây chính là thánh tôn cảnh cường giả uy thế, một đòn có được hủy thiên diệt địa chi uy. Đáng tiếc, bọn họ đều không có nguyên tuyền, muốn đột phá thánh tôn cảnh, đời này đều chưa hẳn có thể làm được. Chỉ một thoáng, vô tận thần phủ tất cả mọi người ngừng thân hình, vẻ mặt kính sợ nhìn lấy thiên khung phía trên. Những năm này, Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong, chính là vô tận thần phủ thủ hộ thần. Vô tận thần sơn sở dĩ có thể so man hoang cổ cương kiên trì càng lâu, liền là bởi vì bọn hắn hai người tồn tại. Đang lúc tất cả mọi người thời điểm hưng phấn, một cỗ ngập trời uy áp bỗng xuất hiện, sau một khắc, chân trời trận pháp màn sáng thời khắc nổ tung. Chỉ thấy hai đạo bóng người từ trên cao đáp xuống, cùng Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người chạm nhau một trường, đột nhiên, hai người khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như đạn pháo một dạng đập xuống đất. Oanh! Đại địa rung động, rậm rạp chằng chịt khe hở giống như mạng nhện một dạng lan tràn tứ phương, vô số bụi bặm đầy trời, cự thạch lăn xuống. Tê tất cả mọi người hít một hơi lạnh, trên mặt vẻ hưng phấn, trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Thánh tôn cảnh dị ma, bọn họ rất rõ ràng Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông thực lực, đây chính là thực sự trung phẩm thánh tôn A, lại bị đối phương vỗ xuống một trường mà xuống, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Hai cái kia dị ma lại phải làm sao cường đại. Thánh tôn cảnh dị ma xuất hiện. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hãi nói, vội vàng lách mình xuất hiện ở Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông bọn họ trên không, một tay dẫn theo chiến thiên kích, rất có một bộ muốn cùng thánh tôn cảnh dị ma đại chiến một trận tư thế. Bất quá, vẻn vẹn tiếp nhận cỗ khí tức kia, hắn thân thể liền bắt đầu run rẩy, không phải hắn sợ hãi, mà là căn bản không chịu nổi cái kia uy áp. Thực lực, chí ít cũng là tam tinh ma tôn, thậm chí tứ tinh ma tôn. Quân Nhược Hoan lông mày vặn thành chữ xuyên. Hắn vốn cho là dị ma nhất phương ma tôn cường giả sẽ không như thế nhanh chạy đến, nhưng bây giờ, thế cục hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Ma tôn cường giả, vậy mà đã bắt đầu đại lượng tiến vào thái cổ thần giới. Bằng không mà nói, dị ma một phương, lại làm sao có thể phái tới hai cái tam tinh ma tôn trở lên tu vi dị ma, cố ý đến nhằm vào vô tận thần phủ đây.
Dù sao, ở nhân tộc sáu đại cổ cương bên trong, vô tận thần phủ mặt ngoài là mạnh nhất, nhưng ai cũng biết, vô tận thần phủ nội tình là yếu nhất. Các ngươi đi ra, Tiêu Trường Phong từ phế tích bò ra, lau đi máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt âm trầm hướng về trên trời hai cái dị ma, khí thế hung ác ngập trời. Trung phẩm thánh tôn run rế, cũng dám ngăn cản ta thánh tộc bước chân. Trong đó một cái đỉnh đầu mọc ra hai căn sừng dị ma cười lạnh không thôi, nơi này không sai, có thể làm ta thánh tộc căn cứ địa chi nhất. Khác một người cao một trượng 3,3 mét, toàn thân đen kịt như sắt dị ma nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi tới hay là ta tới? Chúng ta thời gian dài như vậy, mới cầm xuống cái này cái gọi là nhân tộc một cái cổ cương, Phệ Long đại nhân nếu như biết rõ, thế nhưng là sẽ nổi giận. Sừng thú dị ma từng bước một hướng về phía dưới thần sơn đi đến. Ngươi như vậy không kịp chờ đợi, liền để cho ngươi được. Toàn thân đen nhánh dị ma lơ đễnh nhún nhún vai nói. Tốt, sừng thú dị ma gật gật đầu, ánh mắt bỗng lạnh lẽo, sau đó một cước hung hăng trà đạp mà xuống, muốn một cước đem vô tận thần sơn dẫm nát. Chân to còn không có rơi xuống, thiên khung liền không chịu nổi hắn uy áp, trực tiếp nổ tung, vô tận hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Giết, Tiêu Trường Phong sách ngược lấy trường kiếm, cực tốc nghịch thiên mà lên, kiếm khí nổi giận chém mà ra. Rác rưởi, sừng thú dị ma khinh thường, đưa tay một đạo trưởng cương đánh ra, bá đạo lực lượng trực tiếp hủy diệt hư không, đầy trời hư vô loạn lưu đem Tiêu Trường Phong nuốt xuống. Tiêu Trường Phong kiếm khí bành trướng, sinh sinh từ hư vô loạn lưu bên trong giết ra, đầy trời cực kỳ rảo sát lấy sừng thú dị ma thân thể, vô số huyết vũ bay vụt. Run rế, ngươi dám làm tổn thương ta. Sừng thú dị ma triệt để tức giận rồi, khí thế trên người cực tốc kéo lên, đến gần vô hạn tứ tinh ma tôn cảnh giới. Chỉ một thoáng, hắn bùng nổ uy lực lớn hơn hai lần, Tiêu Trường Phong chỗ nào kiên trì được, bỗng nhiên bị một cước dẫm ở trên ngực. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ trong nháy mắt nổ tung, trong miệng máu tươi cuồng phún, gân xanh trên trán bạo khởi, hung hăng đập xuống đất. Tất cả những thứ này, tốc độ quá nhanh, nhanh đến vô tận thần phủ người hoàn toàn đáp ứng không xuể. Những năm này, hắn một mực thủ vệ vô tận thần phủ, đáng tiếc, thái cổ thần giới cực kỳ không thích hợp thánh tôn cảnh tu luyện, bằng không mà nói, thời gian mấy chục năm, Tiêu Trường Phong làm sao có thể đột phá trung phẩm thánh tôn đây. Tương phản, khả năng đủ ở thời gian mấy chục năm nội tại thái cổ thần giới đột phá trung phẩm thánh tôn, đủ để chứng minh hắn thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Tiêu lão đệ, tuy ông quát to một tiếng, không chút do dự bổ đi lên. Dù cho biết rõ phải chết, hắn cũng không có chút gì do dự. Tiêu Trường Phong sinh tử chưa biết, hắn liền là thái cổ thần giới duy nhất thánh tôn cảnh cường giả, hắn không lên, ai bên trên. Chết đi, sừng thú dị ma đang ở lửa giận sông não. Đang chuẩn bị đại khai sát giới, lúc này vẫn còn có người dám đi lên ngăn cản, làm sao không giận. Trên người hắn tích chứa lực lượng, giờ khắc này lần nữa bộc phát, so vừa rồi đánh bay Tiêu Trường Phong lực lượng còn cường đại hơn. Tuy ông chỗ nào ngăn cản được, một cái đụng vào, liền bị lực lượng kia cấp hiên phi, nửa người nổ tung. Mạnh, quá mạnh, đây là tuy ông trong đầu duy nhất ý nghĩ, cho dù là bình thường tam tinh ma tôn, hắn cũng có lực đánh một trận. Nhưng trước mắt sừng thú dị ma, xa so với thông thường tam tinh ma tôn, phải cường đại gấp bội. Tuy ông hạ xuống thân thể, dường như lưu niệm đồng dạng nhìn vô tận thần sơn một cái, trong lòng không muốn tử vong của mình, mà là nghĩ đến bản thân thật xin lỗi Tiêu Phàm nhắc nhở. Tiêu Phàm đem vô tận thần sơn giao cho mình, có thể bản thân lại trơ mắt nhìn xem nó hủy diệt. Nhìn xem sừng thú dị ma bàn chân khổng lồ bộc phát ra ngập trời hung uy, hung hăng trà đạp mà xuống. Túy ông trong mắt lóe lên một vòng ngoan tuyệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho dù chết, vô tận thần phủ cũng không thể ném. Túy ông trong lòng giống to, đây là bản thân đáp ứng đổ đệ mình, làm sư tôn, làm sao có thể nói không giữ lời đây. Nghĩ vậy, túy ông trên người phồng lên lấy cường đại khí tức kia, vượt ra khỏi hắn nhục thể cực hạn. Tự bảo, túy ông duy nhất nghĩ tới chính là tự bảo. Chỉ có tự bảo, mới có thể cùng cái kia dị ma đồng quy vô tận. Còn những cái khác sự tình, hắn đã nghĩ không được nhiều như vậy. Tự bảo, sừng thú dị ma khinh thường cười một tiếng, một cái liền vô thượng kim thân đều không chế tạo người, cũng muốn tự bảo giết chết bản tôn. Nồng nặc trào phúng cùng giễu cợt quanh quẩn ở túy ông bên tai, động tác của hắn trong nháy mắt ngừng lại, cái gì là vô thượng kim thân?
Túy ông liền nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra sừng thú dị ma trong mắt tự tin, bản thân chẳng lẽ tự bạo cũng không giết chết hắn. Dị ma làm sao có thể cường đại như thế đây? Những ngày qua thu thập tin tức, này tam tinh ma tôn, vẫn chỉ là dị ma một phương hạng chót tồn tại mà thôi, cái này khiến liền thánh tôn cảnh đều rất ít thấy thái cổ thần giới làm sao có thể đủ chống đối. Hắc Phiêm, người đi giết bọn hắn, ta trước làm thịt hai người này lại nói. Sừng thú dị ma đột nhiên cũng không quay đầu lại phất phất tay, tựa như đối thánh tôn cảnh trở xuống run rế hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông, hai cái này trung phẩm thánh tôn cảnh nhân tộc run rế, hơi có thể làm cho hắn nhấc lên nửa điểm hứng thú. Gia Cát lão ca, Tiêu Trường Phong lảo đảo từ phế tích đi tới, máu me khắp người, thê thảm đến cực điểm. Túy Ông tình huống cũng chẳng tốt đẹp gì, mới vừa rồi bị sừng thú dị ma một cước giẫm nát nửa người, loại đau đớn này, có thể cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận. Ngăn chặn bọn họ, để những người khác đào tẩu. Có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Túy ông thở sâu, ở nơi này hai cái dị ma trước mặt, hắn đã không thấy phong thái của ngày xưa. Thật sự là thực lực, nội tình chênh lệch quá lớn. Bọn họ đều là bản thân mù mờ tác lấy tu luyện, không có bản nguyên tuyệt kỹ, không có tôn giai pháp bảo, thực lực vẻn vẹn so thông thường cùng giai tu sĩ lớn mạnh một chút mà thôi. Kéo không nổi, cái kia dị ma đã động sát tâm, hiện tại, chúng ta giết chết một cái là một cái. Tiêu Trường Phong cắn răng nói, hung lệ hướng về trước mắt sừng thú dị ma. Túy ông không nói, nhưng là chấp nhận Tiêu Trường Phong kế hoạch. Thái cổ thần giới quá yếu, yếu đến bản tôn liền giết người dục vọng đều không có. Sừng thú dị ma liều lĩnh cười to nói, những cái kia cấp thấp run rế, không cẩn thận liền sẽ đùa chơi chết, nhưng hai người các ngươi, hẳn là có thể chơi nhiều một hồi. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vòng âm tàn cùng độc ác, nói cho nên. Bản tôn quyết định, đem hai người các ngươi linh hồn rút ra, dùng tộc ta thánh hỏa chậm rãi chịu, nghĩ đến các ngươi gào thảm thanh âm, bản tôn mới có thể tiêu tan khẩu khí này. Nghe được sừng thú một vòng mà nói, vô tận thần phủ tu sĩ không khỏi dùng mình một cái. Dị ma, quá mạnh, mạnh đến bọn họ đều có chút tuyệt vọng, ta liền không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, một bàn tay diệt tốt bao nhiêu. Cái kia gọi Hắc Phiêm toàn thân đen nhánh dị ma phản bác. Đồng thời, hắn trực tiếp một bàn tay vỗ xuống, cuồn cuộn bản nguyên chi lực nở rộ, vô tận thần phủ tu sĩ chỗ nào chịu được uy thế như vậy. Ầm ầm, rất nhiều người nhục thân trực tiếp nổ tung, thậm chí, không ít người liền linh hồn đều không tránh thoát một kiếp. Vẻn vẹn chỉ là tán phát khí thế mà thôi, liền có thể giết người vô số, đây chính là thánh tôn cảnh cường giả uy áp. Ha ha, loại này tàn sát cảm giác, rất sảng khoái. Hắc Phiêm cười như điên không thôi, hai mắt cũng biến thành đỏ bừng, lực lượng càng thêm cường đại chấn áp mà xuống. Hắn rất ưa thích bị người loại kia thét lên, cảm giác sợ hãi, dường như để máu của hắn đều có thể sôi trào. Hồng hộc, liền khi vô tận thần phủ tu sĩ đang lúc tuyệt vọng, chân trời, một đạo kiếm mang bỗng lăng không nở rộ mà ra, Hắc Phiêm dị ma biến sắc, cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Hắn vừa mới chuẩn bị thu về bàn tay, nhưng mà... Kiếm quang kia càng nhanh, trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của hắn, hơn nữa đột nhiên tại hư không chuyển biến, đem hắn toàn bộ cánh tay đều chạm rơi xuống. Ai, Hắc Phiêm con người co rụt lại, bỗng nhiên hướng về kiếm quang nơi phát ra vị trí nhìn tới, nhưng mà, nơi đó căn bản không có người người ảnh. Sau một khắc, hắn chậm rãi quay đầu, lại là nhìn thấy trước người mình, đột nhiên không giải thích được xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắn còn không có hành động. Bóng đen kia trong nháy mắt tới gần, một cái tay bóp cổ của hắn, lòng bàn tay chán phóng một cổ kinh khủng hỏa diễm, đốt cháy toàn thân của hắn. A Hắc Phiêm sợ hãi kêu thảm, loại này đau khổ, nhưng hắn cảm nhận được tử vong tuyệt vọng. Vừa rồi, hắn còn muốn từ vô tận thần phủ tu sĩ trong miệng nghe được loại này tuyệt vọng kêu thảm, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sinh ở trên người hắn, báo ứng này, đến cũng quá nhanh. Vô tận thần phủ tu sĩ cũng phát hiện không thích hợp. Không thấy Hắc Phiêm cái kia nổ tính uy áp, bọn họ rốt cục có thể ngẩng đầu lên. Thiên khung phía trên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh, rất nhiều người chỉ cảm thấy tấm lưng kia có chút quen thuộc, nhưng không biết người này là ai. Chỉ có cách đó không xa Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người, nhìn qua bấm Hắc Phiêm cổ hắc y nhân, toàn thân kích động run rẩy kịch liệt lên. Thả ra Hắc Phiêm, bằng không, sừng thú dị ma thấy thế,
sắc mặt tụ biến, nhưng mà, lời còn chưa dứt, bóng đen kia giống như thuấn di một dạng xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay khác bấm hắn cổ, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên lần nữa, hai cái dị ma, bị hắc y nhân một tay mang theo một cái, liền như là dẫn theo hai con gà con đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngươi là ai? Hắc Phiêm run rẩy mở miệng, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Loại này bị người hành hạ cảm giác, trước kia hắn sẽ cảm thấy rất sảng khoái, bởi vì đó là phát sinh ở trên thân người khác, nhưng mà, làm loại này cảm giác được hiện trên người mình lúc, hắn có chỉ có hoảng hốt. Phàm Nhi, Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông run rẩy mở miệng, nếu như không phải hai người đều nhận ra được, bọn họ còn cho rằng mắt mình hoa. Không sai, người tới chính là gấp rút chạy tới Tiêu Phàm. Hắn trong lòng có chút may mắn bản thân coi như kịp thời chạy về Thái Cổ Thần Giới, bằng không mà nói, Vô Tận Thần Phủ khả năng liền không có. Tiêu Phàm hướng về phía cha mình và sư tôn mỉm cười, không có mở miệng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía hai cái dị ma lúc, ánh mắt bỗng ngưng tụ, nhe răng cười nói các ngươi rất muốn nghe đến tuyệt vọng thanh âm có đúng không? Tiểu tử, người muốn giết chúng ta, nơi này người, đều phải cho chúng ta chôn cùng. Sừng thú dị ma uy hiếp nói, Tiêu Phàm không có để ý tới bọn hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy bình đan dược hiện lên ở Túy Ông cùng Tiêu Trường Phong trước người, lo lắng nói, sư tôn, cha, các ngươi trước ăn vào. Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người không có khách khí, lấy ra một khỏa đan dược nuốt vào, sau một khắc, hai người con ngươi co rụt lại. Bọn họ rất biết mình thương thế chi trọng, nhưng mà vẻn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, bọn họ liền khôi phục như lúc ban đầu, đây không phải nằm mơ sao. Vô Tận, người theo ta cha và sư tôn coi chừng hai người bọn họ. Tiêu Phàm đem hai cái dị ma giao cho Tiêu Trường Phong cùng dị ma, nói, bọn họ không phải muốn nghe tuyệt vọng thanh âm sao. Ta để bọn hắn nghe đủ. Tiêu Phàm nói xong, Hắc Phiêm cùng Cơ Giác Ma Tôn hai người đồng thời sợ run cả người, một cỗ lãnh ý lên cao trong lòng. Tiểu tử này, một đòn liền có thể chế phục bản thân. Hắn thực lực chỉ sợ đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Cơ Giác Ma Tôn thở sâu, lấy dũng khí uy hiếp nói, danh con, chúng ta người mà chết, Thái Cổ Thần Giới toàn bộ sinh linh đều phải chôn cùng. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có phản ứng đến hắn, chậm rãi phóng ra bước chân, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sát lục, đồ tể trường, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, sau một khắc, phương viên mấy ngàn dặm bên trong. Trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết sắc thời gian, vô cùng vô tận huyết sắc ma ảnh gào thét. Hư không bên trong, càng là có vô số huyết sắc lợi kiếm xuyên toa, khắc nghiệt hết sức. Một cổ kinh khủng sát khí quét sạch cả tòa Vô Tận Thần Sơn, dù cho kiếm khí này cũng không nhằm vào Vô Tận Thần Phủ tu sĩ, nhưng bọn hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. A, đừng có giết ta, cứu ta, ngay sau đó, từng đợt liên tiếp thanh âm quanh quẩn tứ phương, tan nát cõi lòng. Cực kỳ bi thảm, nghe được Vô Tận Thần Phủ tất cả mọi người tê cả ra đầu. Sau một khắc, vô số kiếm khí nở rộ, vô số dị ma bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, hoảng hốt âm thanh, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nơi này, trong nháy mắt biến thành một mảnh nhân gian địa ngục. Thật mạnh, kia là ai? Có người nhìn chằm chằm trời cao Tiêu Phàm, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, bọn họ căn bản theo không kịp Tiêu Phàm tốc độ. Chẳng lẽ là, này khí tức, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan đám người lại là con ngươi co rụt lại, sau đó kích động toàn thân run rẩy lên. Hiển nhiên, bọn họ cũng nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Là Lão Tam, Lăng Phong hết sức khẳng định nói, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Phủ chủ trở về, ha ha, chúng ta không cần chết. Tiếp xuống tất nhiên là những cái này dị ma ác mộng, phủ chủ một người liền có thể giết sạch bọn họ. Thiên Hoàng tu sĩ nghe được Lăng Phong mà nói, có chút đi theo Tiêu Phàm lão nhân, cũng trong nháy mắt nhận ra được. Tấm lưng kia, dù cho đi qua mấy chục năm, vẫn như cũ quen thuộc như thế vĩ đại, trừ bỏ Tiêu Phàm, còn có thể là ai đây? Một chút về sau gia nhập Vô Tận Thần Phủ, chỉ nghe nói qua Tiêu Phàm truyền thuyết người, cũng là không rõ kinh ngạc. Những cái kia dị ma đều là đại đế cảnh, thánh đế cảnh A, thậm chí còn khả năng có thánh tôn cảnh. Có thể Tiêu Phàm một người, vậy mà chặn lại hàng vạn mà tính dị ma công kích. Hơn nữa, hắn không chỉ có chặn lại, còn đang trắng trợn đổ sát. Cái này lại là thực lực như thế nào? Đám người không cách nào tưởng tượng. Bất quá,
bọn họ không còn cảm nhận được hoảng hốt, ngược lại cảm thấy có chút hưng phấn, dị ma tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, dường như là thế gian êm tai nhất thanh âm, là như vậy êm tai. Công tử trở về, trong lòng ta tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Quân Nhược hoàn toàn thân run rẩy kịch liệt, hai mắt lại có hơi nước bốc hơi, bất quá rất nhanh bị hắn bốc hơi. Hắn dù sao cũng là đường đường phó phủ chủ, nếu như bị một chút tiểu bối nhìn thấy bản thân khóc, vậy cũng thật mất thể diện. Không chung, Tiêu Phàm không chút kiêng kỵ Chu Diệt, thần sắc băng lãnh tới cực điểm, hoàn toàn không có nửa điểm đồng tình. Dị ma rất huyết tinh, nhưng giờ phút này, hắn so dị ma càng máu tanh. Vô luận là ai, nghĩ muốn giết mình thân nhân, đều phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Thanh âm êm tai sao? Tiêu Phàm đi đến Hắc Viêm Ma Tôn cùng Cơ Giác Ma Tôn trước mặt, thần sắc lạnh lùng nói. Hai người mí mắt cuồng loạn, cảm giác liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thanh âm này, nhất định chính là ác mộng, cùng êm tai căn bản không có chút quan hệ nào. Giết ta, giết ta! Hắc Viêm Ma Tôn tuyệt vọng kêu thảm, hắn hiện tại chỉ muốn một cái thống khoái, bị vô tận chi hỏa phần luyện, với hắn mà nói, quá thống khổ. Giết ngươi! Đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó lại nói, chúng ta tới chơi một cái trò chơi, ai trả lời vấn đề của ta, ta liền tha ai. Giết ta, giết ta, Hắc Viêm Ma Tôn cùng Cơ Giác Dị Ma hai người 10 điểm quyết đoán, ai cũng không có cần cùng Tiêu Phàm chơi trò chơi ý tứ, bọn họ rất rõ ràng Tiêu Phàm muốn từ bọn họ trong miệng đạt được cái gì. Các ngươi không có cự tuyệt tư cách, Tiêu Phàm nói một mình. Bên cạnh Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người trầm mặc không nói, bọn họ không hề cảm thấy Tiêu Phàm làm sao tàn nhẫn. Phải biết, làm sao Tiêu Phàm không xuất hiện, dị ma nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần nhằm vào bọn họ, đến lúc đó, bọn họ sẽ chỉ so Hắc Viêm Ma Tôn hai người thảm liệt vô số lần. Lần này các ngươi tiến vào Thái Cổ Thần Giới, người mạnh nhất là ai? Là cái gì tu vi? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông cũng nhọn lên lỗ tai. Cẩn thận nghe, hai người này rõ ràng không phải người dẫn đầu, nhưng đối phương thực lực đủ để miểu sát bọn họ. Chân chính người dẫn đầu, lại phải làm sao cường đại. Ngươi nằm mơ à, lão tử sẽ không nói. Cơ Giác Dị Ma phun một bãi đờm, khinh thường nói. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí nở rộ, trong nháy mắt xuyên qua mi tâm của hắn, Tiêu Phàm lấy tay một chảo, trực tiếp đem hắn linh hồn bắt đi ra. Vô tận. Không nên để cho hắn chết quá đơn giản. Tiêu Phàm đạm mạc nói, chủ nhân yên tâm, không có nấu luyện nó vạn năm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhường hắn tan thành mây khói. Vô tận chi hỏa lộ ra khuôn mặt, một ngụm đem Cơ Giác Dị Ma linh hồn nuốt xuống. Hắc Viêm Ma Tôn nguyên bản cũng muốn cự tuyệt Tiêu Phàm trả lời, thế nhưng là không nghĩ tới Cơ Giác Dị Ma nhanh một cái hô hấp, nhưng mà, cũng chính là cái này một cái hô hấp, Tiêu Phàm trực tiếp muốn Cơ Giác Ma Tôn mệnh. Liền linh hồn đều bị tù khốn, bị thánh hỏa dày vò. Nhìn thấy Cơ Giác Dị Ma kết cục, Hắc Viêm Ma Tôn toàn thân đều run rẩy kịch liệt lên. Lúc này, Tiêu Phàm một ánh mắt rơi vào Hắc Viêm Ma Tôn trên người. Hắc Viêm Ma Tôn trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ta nói. Không phải hắn không cốt khí, cũng không phải hắn tham sống sợ chết, mà là hắn chỉ muốn chết thống khoái đi mà thôi. Hủy nhục thân, linh hồn bị nhốt vạn năm, dạng này đau đớn. Tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được. Hắn vẫn cảm thấy bản thân xem như biến thái, mà bây giờ hắn phát hiện, mình cùng trước mắt cái này Thái Cổ Thần Giới tu sĩ so sánh, cái kia điểm tàn nhẫn, nhất định chính là trò trẻ con. Tiêu Phàm nghe được lời nói của Hắc Viêm Ma Tôn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiếp đó, Tiêu Phàm hỏi thăm Hắc Viêm Ma Tôn một vài vấn đề, Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông hai người ở một bên hiệp trợ xác minh, đồng thời cho Tiêu Phàm giải thích nghi hoặc. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc càng ngưng trọng thêm lên, lục tinh Phệ Long Ma Tôn. Lúc trước ta gặp Phệ Long Trùng, chính là Phệ Long Ma Tôn tiểu binh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong đầu một cái nhiều năm nghi hoặc rốt cục cởi ra. Nói cách khác, vạn tộc thí luyện cổ lộ bên trong, sớm tại thời kỳ thượng cổ, các ngươi liền bố trí xong thời không trùng động. Tiêu Phàm dày đặc khí lạnh nói, không phải chúng ta bố trí tốt, là chúng ta cơ duyên xảo hợp đụng phải. Hắc Viêm Ma Tôn yếu ớt hồi đáp, không đúng, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt coi thường nhìn xem Hắc Viêm Ma Tôn, nói, tà thần tọa trấn tà thần cổ vực, các ngươi một cái lục tinh Ma Tôn, cũng muốn quét ngang Thái Cổ Thần Giới, nằm mơ sao. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy,
không nói tà thần thực lực, dưới tay hắn bốn đại tà vương, từng cái đều là thần bí đến cực điểm nhân vật, lại thế nào để Phệ Long Ma Tôn cái này Lục Tinh Ma Tôn đường hoàng giết vào đây? Phải biết ở Thiên Hoang, Lục Tinh Ma Tôn cũng chẳng qua là nhân vật bình thường mà thôi, chỉ ít, ở Tiêu Phàm bây giờ gặp gỡ người trong, căn bản không có chỗ xếp hạng. Người nói tà thần ta biết, bất quá, hắn là không thể nào rời đi tà thần cổ vực, chúng ta chỉ cần không đặt chân tà thần cổ vực không được sao? Hắc Phiêm Ma Tôn đột nhiên ngạo nghễ nói. Vì sao? Tiêu Phàm cau mày, tà thần loại kia tồn tại, thế nhưng là để Thiên Hoang đều sợ hãi nhân vật, lại làm sao có thể bị quản chế tại tà thần cổ vực đây? Bất quá, Tiêu Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện thật đúng là chuyện như thế. Qua nhiều năm như vậy, hắn nghe nói qua vô số liên quan tới tà thần truyền thuyết, nhưng là, tà thần cho tới bây giờ liền không hề rời đi qua tà thần cổ vực. Cái này lại là vì cái gì đây? Tiêu Phàm lờ mờ cảm thấy, trong này ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật, có lẽ có thể từ cái này Hắc Viêm Ma Tôn trong miệng biết được. Tà thần cổ vực, còn có một cái tên khác, Vạn Cổ Thần Mộ. Hắc Viêm Ma Tôn híp hai mắt, nói, đương nhiên, các ngươi những người này là không thể nào biết, cho dù là ta, cũng là ngẫu nhiên từ Phệ Long Đại Nhân trong miệng biết được. Vạn Cổ Thần Mộ là địa phương nào? Tiêu Phàm thở sâu, chẳng biết tại sao, hắn nghe được cái này danh tự, cũng cảm giác toàn thân hiện nổi da gà lên. Ai ngờ, Hắc Viêm Ma Tôn đột nhiên cười tà một tiếng, thả ta liền nói cho ngươi. Ngươi nói, ta liền thả ngài. Tiêu Phàm thần sắc như thường, giết hay không một cái tam tinh Ma Tôn, hắn không phải đặc biệt để ý, hiện tại, hắn để ý hơn chính là cái gì đó Vạn Cổ Thần Mộ. Nói xong, Tiêu Phàm cho Tiêu Trường Phong một ánh mắt, Tiêu Trường Phong mặc dù không nguyện, nhưng vẫn là nghe Tiêu Phàm mà nói. Hắc Viêm Ma Tôn cười đắc ý, mở rộng một lần cánh tay, một bên lui lại, vừa nói, Vạn Cổ Thần Mộ, bên trong táng lấy thái cổ thần giới đi qua, vô số đại năng bị chôn ở trong đó, đồng thời, ta thái nhất thánh giới vô số siêu cấp cường giả linh hồn cũng bị trấn áp tại trong đó. Nói cách khác, tà thần một khi rời đi, Vạn Cổ Thần Mộ bên trong trấn áp thái nhất thánh giới cường giả, khả năng trốn tới. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi, không sai, cho nên, người cảm thấy hắn dám rời đi tà thần cổ vực sao? Hắc Viêm Ma Tôn thét dài một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy, không để ý đến những cái kia cấp thấp dị ma. Trốn chỗ nào, Tiêu Trường Phong quát chói tai một tiếng, chuẩn bị đuổi theo. Không cần truy, Tiêu Phàm ngăn lại Tiêu Trường Phong, lơ đễnh nói. A lời còn chưa dứt, đột nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là nhìn thấy Hắc Viêm Ma Tôn đột nhiên toàn thân thiêu đốt khí hừng hực kim sắc hỏa diễm, chỉ chốc lát sau liền hóa thành kiếp cho. Chết! Tiêu Trường Phong bọn họ đều bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Thực lực như vậy, cũng quá mạnh rồi a. Thời gian mấy chục năm, Tiêu Phàm cái kia đã đạt tới cảnh giới nào? Hô hô, cũng đúng lúc này, thí thần bọn họ đuổi tới, so Tiêu Phàm muốn chậm không ít. Đám người nhìn thấy một đám dị ma, không lưu tình chút nào xuất thủ, mặc dù vừa rồi Tiêu Phàm giết hơn phân nửa, nhưng còn dư lại gần một nửa, bọn họ rất nhanh liền giết không còn một mảnh. Thiên địa một mảnh yên tĩnh, vô tận thần phủ tu sĩ tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem trống rỗng xuất hiện mười mấy cường giả. Thí thần bọn họ cũng quay về rồi. Nam Cung Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra thí thần bọn họ, vẻ mặt hưng phấn. Bất quá, làm cảm nhận được thí thần bọn họ trên người cường đại khí tức lúc, lại có chút hâm mộ và ảm đạm. Thánh tôn cảnh A, những năm này, bọn họ vô luận bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cũng không thể đột phá khí số hạn chế. Lĩnh ngộ thiên số, tự nhiên cũng vô pháp đột phá thánh tôn cảnh. Nhưng thí thần bọn họ, trên người tán phát khí tức, lại so Tiêu Trường Phong cùng Túy Ông bọn họ còn mạnh hơn, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh đây. Trận pháp các khởi động lại trận pháp, Tu La Điện trấn thủ tứ phương. Quân Nhược Hoan từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, sau đó nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay đi. Bất quá Tiêu Phàm bọn hắn tốc độ càng nhanh. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở vô tận thần sơn đỉnh cao. Lão Tam, công tử, bái kiến phủ chủ, tất cả mọi người hưng phấn hết sức, Tiêu Phàm rốt cục trở về, bọn họ tựa như lại có người đáng tin cậy, trong lòng có một loại không sợ chi khí, những năm này, mọi người khổ cực, hiện tại, ta trở về, mọi người trước nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, những ngày qua, vô tận thần phủ, để ta tới thủ hộ. Tiêu Phàm nhìn thật sâu bốn phía một cái. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này thời gian mấy chục năm,
Vô tận thần phủ muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Đáng tiếc, dị ma bên trong có thánh tôn cảnh cường giả, mà cái này là vô tận thần phủ nhược hạng, nếu không phải mình trở về kịp thời, hậu quả sợ là. Tiêu Phàm không dám nghĩ, bất quá, hiện tại bản thân trở về, vô tận thần phủ tạm thời không cần e ngại. Là, phủ chủ, đám người cung kính bái nói, lúc này, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía thần phong, lấy tay vung lên. Một bên lại xuất hiện cả người khoác khôi ngô chiến giáp nam tử, nói, thần phong, ma đồng, vô tận thần vực an nguy, tạm thời giao cho đệ lục thần ma vệ. Là, tộc trưởng, hai người đồng thời đáp, trong lòng lại không nửa điểm không phục. Nhất là thần phong, hắn nhưng là thấy tận mắt Tiêu Phàm trưởng thành, Tiêu Phàm tốc độ phát triển, so với hắn tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, nhất định chính là yêu nghiệt. Mặt khác, tứ điện người, phàm là thánh đế cảnh đỉnh phong trở lên tu vi người. Một lúc lâu sau, vô tận thần điện tập hợp. Tiêu Phàm lại nói, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, đám người từng cái chấp hành, vừa mới còn hốt hoảng vô tận thần phủ, trở nên ngay ngắn trật tự. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm mang theo một đám thân bằng hảo hữu, tề tụ vô tận thần điện bên trong. Có thể tiến vào nơi này người, không phải hắn có thể phó thác sinh mạng thân hữu, chính là một đám sinh tử tương giao huynh đệ. Một trận chào hỏi về sau. Tiêu Phàm bưng ngồi ở chủ vị phía trên, ánh mắt đảo qua toàn trường, thần sắc đột nhiên trở nên hết sức ngưng trọng lên, mở miệng nói, dị ma xâm lấn, đối thái cổ thần giới mà nói, là một trận tai họa thật lớn. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, từ khi 1-2 tháng phía trước, dị ma xuất hiện về sau, thái cổ thần giới liền lâm vào triệt để trong khủng hoảng. Chiếu tình thế như vậy xuống dưới, đoán chừng không bao lâu, thái cổ thần giới liền sẽ triệt để lưu lạc. Bằng vào thánh đế cảnh, là không thể nào chống đối dị ma, chỉ có đột phá thánh tôn cảnh, mới có thể thủ vững gia viên của chúng ta. Tiêu Phàm lại nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vẻ mặt thất lạc, đang ngồi phần lớn người, chỉ cần chưa từng tiến về thiên hoang, căn bản cũng không có đột phá thánh tôn cảnh hy vọng. Lão Tam, chúng ta những năm này thử qua vô số biện pháp, vẫn như trước không cách nào đột phá thánh tôn cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt đắng chát. Thậm chí có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử, thời kỳ thượng cổ, là có ngưng tụ nguyên tuyền phương pháp, bất quá ta ký ức bị hao tổn, tốt nhiều đồ vật đều quên. Bạch ma đột nhiên mở miệng, có chút thở dài, hắn cũng một mực dừng lại ở bán bộ thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm lại là cười lắc đầu, nói trước kia không có, nhưng là không đại biểu hiện tại cũng không có. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong đột nhiên trở nên dị thường yên lặng. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tiêu Phàm lời này là có ý gì, chẳng lẽ, hắn có được ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp? Lão Tam, người thật có ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp. Nam Cung Tiêu Tiêu trực tiếp kích động kinh hô lên, huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Quân Nhược Hoan cũng cực kỳ không bình tĩnh, hắn biết rõ, ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, một mực nắm vững ở trong tay thiên hoang, có thể 100 vạn năm đều không thể lưu chuyển thái cổ thần giới. Tiêu Phàm đi một chuyến thiên hoang, muốn có được ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp tỷ lệ, hầu như không tồn tại. Nhưng là, hắn không có chút nào hoài nghi Tiêu Phàm. Cho tới nay, Tiêu Phàm chính là một cái sáng tạo kỳ tích người, những người khác làm không được sự tình, Tiêu Phàm làm không được mới có vấn đề. Qua chút thời gian, ta sẽ dùng luyện tâm tháp, thành lập một tòa nguyên điện, đến lúc đó mọi người tiến về nguyên trong điện ngưng tụ nguyên tuyển. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu nói. Đây cũng là hắn không kịp chờ đợi muốn đổi ý thái cổ thần giới nguyên nhân, Lâu Ngạo Thiên cho hắn ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, hắn chỉ có mau chóng truyền cho vô tận thần phủ, mới có thể nở rộ giá trị của nó. Phủ chủ anh minh, tất cả mọi người nghe vậy, cung kính cúi đầu, người ở chỗ này, cơ hồ đều là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa đại bộ phận đều là bán bộ thánh tôn cảnh. Nhưng là, bọn họ ai cũng không cách nào ngưng tụ ra nguyên tuyển, bao quát bạch ma. Nguyên bản bọn họ cho là mình đời này dừng bước tại bán bộ thánh tôn cảnh, nhưng hôm nay Tiêu Phàm nói cho bọn hắn đều có thể đột phá thánh tôn cảnh, cái này khiến bọn họ làm sao không kích động. Tiêu Phàm đè ép bàn tay, nói, việc này ta sẽ mau chóng đem làm thỏa đáng, bất quá việc cấp bách, là xử lý dị ma sự tình. Công tử, dị ma đã trải rộng thái cổ thần giới, hơn nữa, bây giờ rất nhiều chủng tộc diệt tộc, để dị ma thực lực lại lớn mạnh hơn không ít, muốn giết tận bọn họ. Quá khó khăn. Quân Nhược Hoan tiến lên một bước, sắc mặt khó coi nói. Vậy thì từ từ giết, một ngày nào đó sẽ giết sạch. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, là,
Quân Nhược Hoan biến sắc, Tiêu Phàm trên người cỗ kia đối dị ma hận thấu xương cửu hận, nhường hắn đều kinh hãi. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, thái cổ thần giới dị ma, đại bộ phận đều là thánh đế cảnh, thậm chí đại đế cảnh, so với thiên hoang ma quật, bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể không đáng kể. Mặc dù nói, bọn họ ở đồ sát ta thái cổ thần giới sinh linh, điểm này, chúng ta không cải biến được, nhưng có một chút, chúng ta có thể làm đến, kia liền là, bọn họ có thể ma luyện ta vô tận thần phủ vô số tu sĩ. Đám người gật gật đầu, những năm này, vô tận thần phủ an nhàn quá lâu, vô tận cổ cương tất cả địa vực, tài nguyên toàn bộ hội tụ ở vô tận thần sơn, chất đống vô số thánh đế cảnh cường giả. Nhưng những người này, đều là không trải qua thánh đế cảnh ở giữa chiến đấu, dù sao, thái cổ thần giới thánh đế cảnh cơ hồ là đỉnh phong chiến lực, bình thường là không biết chiến đấu. Nhưng là bây giờ, dị ma xâm lấn, vô tận thần phủ có chiến đấu và lịch luyện đối tượng, có thể tăng lên vô tận thần phủ tu sĩ sức chiến đấu, thậm chí chế tạo một chi vô địch đồ ma đại quân. Nhược Hoan, người định ra một cái điều lệ, thành lập đồ ma bảng, phàm là đồ sát dị ma người, đều có thể lấy được tương ứng ban thưởng, trở thành vô tận thần phủ, thậm chí thái cổ thần giới công thần. Tiêu Phàm vừa tiếp tục nói, là, phủ chủ, Quân Nhược Hoan trịnh trọng nói. Tiêu Phàm đề nghị hắn cũng cảm thấy cực kỳ trọng yếu, nếu như giết dị ma, chỉ là có thể tự vệ, còn chưa đủ lấy điều động mỗi người tính tích cực. Nhưng nếu như giết chết dị ma, không chỉ có thể mạng sống, còn có thể được tương ứng ban thưởng, cái kia giá trị liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ là, những cái kia ban thưởng, thế nhưng là cần đại lượng tài nguyên, vô tận thần phủ những năm này tích xúc không ít, nhưng là không cách nào lâu dài tích lũy. Tư nguyên sự tình ngươi tạm thời không cần lo lắng. Tiêu Phàm 10 điểm tự tin nói. Hắn nhưng là vạn thánh dược các chủ, chẳng lẽ còn sẽ sầu tư nguyên vấn đề sao? Đừng nói giỡn, nếu như chỉ là bàn về thần đan tài nguyên, 10 cái thiên hoang cũng không đủ vạn thánh dược các có thể so sánh. Đúng, Quân Nhược Hoan nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, Tiêu Phàm mà nói, liền tựa như một viên thuốc an thần một dạng. Tiếp đó, Tiêu Phàm lại an bài từng kiện nhiệm vụ, đều là liên quan tới làm sao tăng lên vô tận thần phủ thực lực. Nếu là trước kia, vô tận thần phủ chỉ cần đại lượng thánh đế cảnh, cũng đủ để tự bảo. Nhưng là bây giờ, thánh đế cảnh cường giả cũng chỉ là pháo hôi một dạng tồn tại, không có thánh tôn cảnh, sớm muộn sẽ biến thành lịch sử bụi bặm. An bài tốt tất cả nhiệm vụ, đã là đêm tối thời gian, đại điện bên trong phần lớn người cơ hồ thối lui, chỉ để lại Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong đám người. Lão Tam, lần này ngươi sợ là thu hoạch không ít, ta nghe nói đột phá thánh tôn cảnh có bản nguyên tuyệt kỹ, cái này có hay không? Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt hưng phấn nói, có, chờ các ngươi đột phá thánh tôn cảnh, ta liền cho các ngươi. Tiêu Phàm cười cười nói, tu la truyền thừa bên trong cái gì cũng không thiếu, đồng dạng không thiếu bản nguyên tuyệt kỹ, chỉ bất quá Tiêu Phàm không có cố ý đi tu luyện những cái kia bản nguyên tuyệt kỹ. Người khác bản nguyên tuyệt kỹ, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra gấp 2-3 lần thực lực mà thôi, mà bản thân lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ, bởi vì độ phù hợp cực cao nguyên nhân, có thể phát huy ra gấp 5-6 lần, thậm chí tầm 10 lần uy lực. Đúng rồi, những cái này tạm thời không nói, lưu các ngươi xuống tới, là có một kiện trọng yếu nhất cùng chuyện bí ẩn, cần thương lượng với các ngươi một lần. Tiêu Phàm vẻ mặt trịnh trọng nói, cái gì sự tình? Đám người vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Phàm còn không ngưng trọng như thế qua. Tiêu Phàm cái kia thở sâu, từ trên thân mọi người từng cái đảo qua, nói ta nghĩ thành lập một đầu thông hướng thiên hoang tinh lộ. Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Tinh lộ, thông hướng thiên hoang, cái kia phải lớn dường nào đại giới a? Bây giờ vô tận thần phủ liền thánh tôn cảnh cường giả đều hết sức thưa thớt, muốn mở ra một đầu hoàn toàn mới thông hướng thiên hoang tinh lộ, không khác nói mơ giữa ban ngày. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ ý nghĩ, to gan quyết định. Đám người một trận trầm mặc, nhìn Tiêu Phàm thần sắc, bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm cũng không phải là nói đùa, mà là nghiêm túc. Các ngươi cũng hẳn phải biết, thiên hoang nguyên lực 10 điểm thưa thớt, cho dù các ngươi đột phá thánh tôn cảnh, muốn tiếp tục đột phá, cũng 10 điểm gian nan. Tiêu Phàm thở dài, nghiêm túc phân tích nói, đương nhiên, các ngươi có lẽ sẽ nói, tất cả mọi người có thể tiến về thiên hoang, có thể trên thực tế. Thiên hoang xa so với mọi người tưởng tượng muốn tàn khốc. Hơn nữa, coi như tất cả mọi người đi thiên hoang, đó cũng chỉ là pháo hôi một dạng tồn tại, chẳng lẽ còn có thể một lần nữa thành lập một cái vô tận thần phủ. Cho dù mọi người có ý nghĩ này,
Thiên Hoang thế lực này cũng sẽ không cho phép. Lão Tam, chúng ta không thể gia nhập Thiên Hoang thế lực sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói, dù sao tất cả mọi người là đối kháng dị ma, khẳng định phải một lòng. Một lòng, Tiêu Phàm tự giễu cười một tiếng, nói trước kia, ta cũng cho là như vậy. Sau đó hắn đem mình làm sao bị nhầm vào, làm sao bị Thiên Hoang định vị phản nghịch, làm sao bị các đại gia tộc người truy sát. Những chuyện này cùng mọi người đơn giản nói một lần. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người nghe khẩn trương không thôi, dường như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, bọn họ thế mới biết, Tiêu Phàm có thể sống đến bây giờ, nhất định chính là kỳ tích, dạng này Thiên Hoang, chúng ta không đi cũng được. Nam Cung Tiêu Tiêu vì Tiêu Phàm bất bình, không, chính là bởi vì dạng này Thiên Hoang, chúng ta mới chịu đi. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói. Đám người vẻ mặt không hiểu, Thiên Hoang đều đen tối như vậy, bản thân những người này còn có lý do gì đi, chẳng lẽ thay bọn hắn đi chết sao? Tiêu Phàm lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta thái cổ thần giới đối mặt, trên cơ bản đều là một đám thánh đế cảnh trở xuống dị ma. Nhưng Thiên Hoang đây, Thiên Hoang đối mặt thế nhưng là một đám thánh tôn cảnh, nguyên tôn cảnh, thậm chí pháp tôn cảnh, thực lực nghìn lần vạn lần tại bọn hắn. Thiên Hoang là ngăn tại tuyến đầu, có thể vạn nhất một ngày nào đó bọn họ không ngăn được đây. Nghe đến đây, đám người run lên bần bật. Đúng vậy a, Thiên Hoang nếu như ngăn không được dị ma, vậy tất nhiên sẽ đổ sát vô số tinh thần thế giới, thái cổ thần giới có thể đào thoát phải rồi chứ. Đến lúc đó, nếu như vô tận thần phủ chỉ là một đám thánh đế cảnh tu sĩ, chẳng phải là chỉ có bị tàn sát mệnh. Bản thân không đi Thiên Hoang mạnh lên, chẳng phải là biến tướng đem mạng của mình giao cho Thiên Hoang những người kia đi bảo vệ sao? Nhưng mấu chốt là, Thiên Hoang thủ vững sao? Một ngày này, hẳn là sẽ không quá xa, nói cách khác, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, thế nhưng là, mở ra tinh lộ, cũng không phải sự tình đơn giản. Bạch Ma vẻ mặt thành thật nói, vì sao không thể mượn dùng Thiên Hoang tinh lộ đây? Một lần này có thể trở về, là tình huống đặc biệt. Tiêu Phàm lắc đầu, nói cửu nhân của ta nhiều lắm, nếu như biết rõ các ngươi mạnh lên, bọn họ ước gì đem các ngươi tất cả đều giết chết. Các ngươi nếu thông qua Thiên Hoang tinh lộ đi vào, nhất định là có một cái tính một cái, không có một cái nào có thể sống sót. Phàm Nhi, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị phản hồi Thiên Hoang sao? Tiêu Trường Phong hỏi, ta cũng không biết, bất quá nhìn thấy bây giờ thế cục, ta tạm thời không định rời đi. Tiêu Phàm gật đầu nói, Phàm Nhi, người nghĩ mở ra tinh lộ, cần chúng ta làm cái gì? Túy ông lại là cực kỳ quả quyết nói, không chút do dự ủng hộ Tiêu Phàm quyết định. Ta cần một chút tuyệt đối người tin cần. Tiêu Phàm trầm giọng nói, công tử, muốn mở ra tinh lộ, đầu tiên là phải dò xét thông hướng Thiên Hoang tinh thần, nhất định phải tìm tới tuyệt đối an toàn điểm thành lập thời không khiêu dược đài. Quá trình này, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì trên vạn năm, chỉ sợ đến lúc đó. Quân Nhược Hoan có chút lo lắng nói, những cái này các ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm kiên quyết, đồng thời cũng cực kỳ tự tin, nói, Nhược Hoan, ngươi có thể hay không tìm tới một chút có thể bố trí thời không khiêu dược đài người. Tiểu tử, bố trí thời không khiêu dược đài, ta hẳn là có thể miễn cưỡng làm đến. Bạch Ma chen lời nói, một cái không được, thời gian quá dài. Tiêu Phàm lắc đầu, người ngược lại là có một ít. Hơn nữa có một người cực kỳ đột xuất, chỉ là, người này. Quân Nhược Hoan có chút do dự, trầm ngâm mấy tức mới nói, công tử nhớ kỹ Bắc thần tinh hồn sao. Người này, Bạch Ma tiền bối cũng than thở hắn thiên phú. Bắc thần tinh hồn, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một bóng người, đó không phải là lúc trước đối địch với chính mình, về sau lại thành vì mình ký danh đệ tử người sao. Hắn biết rõ Quân Nhược Hoan vì sao như thế do dự. Bởi vì người này Quân Nhược Hoan cũng không biết hắn có thể hay không tin, nhưng hắn trận pháp thiên phú, nhưng lại cực kỳ cường đại. Quay đầu ta đi gặp hắn một chút, Tiêu Phàm gật gật đầu, tất nhiên mọi người không có phản đối, vậy ta hiện tại liền thành lập tinh lộ thám hiểm tiểu đội, thí thần làm đội trưởng, cha, lão sư, Ma Toan, Bạch Ma, Thần Phong, các ngươi 5 người hiệp trợ. Mặt khác, Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu mấy người bọn họ ta cũng sẽ để cho bọn họ gia nhập, không trải qua chờ bọn hắn chủng tộc sự tình giải quyết lại nói. Hồi đầu lại gia nhập có thể bố trí trận pháp người, phương diện này, từ Nhược Hoan đi an bài một chút,
chọn lựa một chút cao giai trận pháp sư. Tiêu Phàm cơ hồ đem tất cả có thể an bài thánh tôn cảnh, tất cả đều an bài vào tinh lộ thám hiểm tiểu đội. Hắn biết rõ, dù cho hắn có được thời không cổ la bàn, muốn thành lập một đầu hoàn chỉnh thông hướng thiên hoang tinh lộ, cũng không phải một chút thánh đế cảnh có thể làm được. Cho dù là thánh tôn cảnh, cũng cực kỳ gian nan, dù sao, trong tinh vực tràn đầy vô số nguy hiểm. Công tử, ta cũng đi a. Quân Nhược Hoan đột nhiên mở miệng nói, ta quân gia đã từng mở ra qua tinh lộ, có lẽ ta có thể đến giúp một chút bận bịu. Vậy chờ chút thời gian, người ngừng tụ nguyên tuyền, đột phá thánh tôn cảnh lại đi, cùng ma thái hư bọn họ cùng một chỗ tiến vào. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Đúng, đám người gật gật đầu, thương lượng một phen tinh không cổ lộ sự tình, lúc này mới rời đi. Cuối cùng, chỉ có thí thần một người lưu lại. Lão đại, có chuyện gì không? Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi có chút bận tâm, nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Thí thần, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất một trong. Tiêu Phàm thở sâu, lấy ra một khối bạch sắc la bàn, một lần này trách nhiệm, liền giao cho ngươi. Lão đại yên tâm đi, dù cho không thèm đếm xỉa cái mạng này, ta cũng thay ngươi làm được. Thí thần vỗ ngực bảo đảm nói, nếu không phải là lão đại, ta đều không biết chết bao nhiêu lần. Thứ này giao cho ngươi, những người khác đừng nói cho. Tiêu Phàm trịnh trọng đem thời không cổ la bàn kêu lên thí thần trong tay. Thí thần đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng làm hắn tâm thần chìm vào thời không cổ la bàn lúc, đột nhiên trợn to hai mắt, con ngươi kịch liệt co vào, run rẩy. Hắn rốt cuộc biết Tiêu Phàm vì sao có đảm khí mở ra một đầu tinh lộ, nguyên lai, tinh lộ đã sớm ghi tạc Tiêu Phàm trong đầu. Đầu này tinh lộ, ta đã hoạch định xong, ngoài ra còn có hai đầu dự bị, cho các ngươi thời gian 10 năm, hẳn đủ. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, lão đại, chúng ta chỉ cần bố trí tốt thời không khiêu dược đài là được rồi. Thời gian 10 năm khẳng định không dùng đến. Thí thần cũng là vẻ mặt tự tin. Vừa rồi hắn mặc dù vỗ ngực cam đoan, nhưng trong lòng cũng không có một chút ngọn nguồn, nhưng là bây giờ, hắn tràn đầy lòng tin. Việc này ngươi biết là được rồi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, mặt khác người biết, ngược lại có thể hại hắn môn. Thời không cổ la bàn, đây chính là cửu thiên thập địa trọng bảo a, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn so 10 đại lịch cổ chí bảo còn chân quý hơn. Hoài Bích có tội đạo lý này, Tiêu Phàm vẫn là minh bạch. Tiêu Phàm lại thông báo vài câu, phát hiện chân trời đã nổi lên màu trắng bạc, hắn duỗi lưng một cái, lẩm bẩm, mau chóng đem tinh lộ thám hiểm tiểu đội giải quyết, đi trước nhìn xem Bắc Thần tinh hồn a. Không bao lâu, Tiêu Phàm ở Quân Nhược Hoan hướng dẫn dưới, đi tới Vô Tận Thần Sơn một chỗ vắng vẻ đơn giản tiểu viện. Trong sân, một cái bẩn thỉu nam tử chính cau mày, nghiêm túc suy tư điều gì, ở trước mặt hắn trưng bày vô số huyền ảo trận đồ. Không nên dạng này, không phải như thế. Nam tử ôm chặt đầu, không ngừng dùng sức vuốt, có thể mặc cho hắn làm sao suy nghĩ, những cái này trận đồ cũng lộ ra không hợp nhau. Hồi lâu, nam tử thở dài một hơi, nói, nếu là sư tôn ở trong này liền tốt, có lẽ có thể giúp ta giải thích nghi hoặc. Bắc Thần gia tộc, trận pháp đại sư vô số, ngươi làm sao không về Bắc Thần gia tộc đây? Lúc này, cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm mờ mịt hư vô. Bắc Thần tinh hồn nghe được cái kia thanh âm mờ mịt hư vô, toàn thân khẽ run lên, sau đó bỗng nhiên hướng về cửa ra vào nhìn tới. Chỉ thấy Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan hai người chậm rãi đi tới, Bắc Thần tinh hồn ma quang tỏa sáng, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh nghênh đón, sau đó trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, sư tôn. Tiêu Phàm thật sâu nhìn Bắc Thần tinh hồn vài lần, lúc này mới nói, đứng lên đi. Cũng không đợi Bắc Thần tinh hồn phản ứng, hắn đi đến bên cạnh ghế đá ngồi xuống, hướng về trên ghế trận văn, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ hân thường. Sư tôn, ngài tại sao trở lại? Bắc Thần tinh hồn hai mắt phát sáng, vẻ mặt tha thiết nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là thản nhiên nói, người vẫn chưa trả lời ta mới vừa vấn đề. Bắc Thần tinh hồn lúc này mới nhớ tới Tiêu Phàm lời nói mới rồi, nghĩ chỉ chốc lát mới nói, ta tin tưởng. Ở chỗ này, mới có thể ở trận pháp nhất đạo bên trên đi càng xa, Bắc Thần gia tộc, có một cái Bắc Thần vọng cổ là có thể. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Bắc Thần gia tộc an nguy? Tiêu Phàm lại nói, phải biết, hiện tại dị ma xâm lấn, vô số địa vực cùng chủng tộc luân hãm, Bắc Thần gia tộc mặc dù tạm thời không việc gì, nhưng người nào biết về sau sẽ phát sinh cái gì?
Nếu như Bắc Thần tinh hồn liền người nhà của mình đều không để ý, cái kia vô luận hắn trận pháp thiên phú làm sao khủng bố, Tiêu Phàm cũng sẽ không trọng dụng. Nhưng mà, Bắc Thần tinh hồn lại là lắc đầu cười một tiếng, vẻ mặt tự tin nói, công tử, nói câu ngươi khả năng cảm thấy không đáng tin cậy mà nói, dù cho thái cổ thần giới luân lạc, Bắc Thần gia tộc cũng là sẽ không bị dị ma xâm chiếm. Vì sao? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, Bắc Thần tinh hồn lời này, cũng có chút khoa trương. Bắc Thần gia tộc chẳng qua là thái cổ thần giới nhân tộc đã từng năm đại gia tộc một trong, cho dù nội tình bất quá, có thể phóng nhãn thái cổ thần giới, hẳn là cũng không có chỗ xếp hạng A. Nhưng Bắc Thần tinh hồn tự tin một chút cũng không giống làm bộ, mà là phát ra từ nội tâm. Chẳng lẽ Bắc Thần gia tộc thật cường đại như thế? Các ngươi khả năng không biết, sớm tại ta mấy tuổi thời điểm, ta liền nghe gia tộc tộc lão nói qua, dị ma không bao lâu nữa liền có thể sẽ xâm lấn thái cổ thần giới. Bắc Thần gia tộc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bắc Thần tinh hồn giải thích một câu, tựa như lại nhớ ra cái gì đó lại nói, đúng rồi, sư tôn hẳn là cũng biết rõ, ta Bắc Thần gia tộc trận pháp sư không ít, kỳ thật, gia tộc có không ít cổ địa, tùy thời đều có thể rời khỏi thái cổ thần giới. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, rời khỏi thái cổ thần giới, cái này cùng phản đồ lại có gì khác biệt, bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, thậm chí sinh tử tồn vong thời điểm. Gia tộc là sẽ không rời đi, điểm này ta tin tưởng, cũng là ta Bắc Thần gia tộc lão tổ lưu lại tổ huấn. Bắc Thần tinh hồn nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng không kiên nhẫn, vội vàng lại giải thích một câu. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, lúc này mới nói, nơi này có một việc, cần ngươi đi làm, không biết. Cùng trận pháp có quan hệ sao? Bắc Thần tinh hồn vẻ mặt mừng rỡ, Tiêu Phàm giao cho hắn nhiệm vụ, cái này cho thấy Tiêu Phàm bắt đầu tín nhiệm hắn. Cái này khiến hắn kích động dị thường. Có rất lớn liên quan. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ta nguyện ý đi. Bắc Thần tinh hồn không chút do dự nói. Tiêu Phàm không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Thông báo hai câu. Liền theo quân Nhược Hoan rời đi Bắc Thần tinh hồn nơi ở. Công tử, Bắc Thần tinh hồn tin được không? Quân Nhược Hoan nói. Vô tận thần phủ. Không có cái gì hắn có thể đủ lo nghĩ. Tất nhiên hắn có thể đủ ở chỗ này mấy chục năm. Chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng đau khổ. Tiêu Phàm thở dài, đột nhiên, Tiêu Phàm lại hình như nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, nghe nói tầm 10 năm trước, vô tận cổ cương cùng man hoang cổ cương chỗ giao giới, đột nhiên toát ra cái vô trần thiên cung. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, vô trần thiên cung lúc trước truyền thừa thế nhưng là có một nửa trong tay hắn A, chỉ là về sau đều giao cho Diệp Thi Vũ. Tiêu Phàm có thể có bây giờ trận pháp tạo nghệ. Thế nhưng là cùng vô trần thiên cung vô trần bí điển không phân ra, cái này vô trần thiên cung rất thần bí. Quân Nhược Hoan cũng nhíu mày, nói, vô trần thiên cung xuất hiện trong vòng 1-2 năm, thế lực khắp nơi đều phái người thăm dò qua, nhất là man hoang cổ cương. Kết quả làm sao? Tiêu Phàm nhíu mày, nhắc tới cũng rất quỷ dị, trừ bỏ ta vô tận thần phủ nhóm người bên ngoài, những người khác chỉ cần bước vào vô trần thiên cung phạm vi, đều có vào không ra. Quân Nhược Hoan cũng lộ ra nghi hoặc, điểm này, quân Nhược Hoan 10 điểm không hiểu, vì sao vô trần thiên cung hết lần này tới lần khác không cùng vô tận thần phủ là địch đây. Phải biết, lúc trước Hoang Thiên Quân thế nhưng là phái ra không ít thánh đế cảnh cường giả tiến công vô trần thiên cung, có thể không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Vô trần thiên cung, cơ hồ là có vào không ra đại danh từ, trở thành rất nhiều người trong lòng cấm địa. Chờ làm xong khoảng thời gian này. Ta phải đi xem một chút. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm bắt đầu công việc lu bù lên, Lâu Ngạo Thiên giao cho hắn ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp về sau, hắn nằm mộng cũng muốn lấy trở lại thái cổ thần giới, muốn cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ ngưng tụ nguyên tuyển, đột phá thánh tôn cảnh, hiện tại, rốt cục có thể thực hiện, Tiêu Phàm nội tâm cũng có chút kích động. Dòng dã 2 tháng. Tiêu Phàm trừ bỏ đưa thí thần bọn họ lên đường bên ngoài, vẫn tại bố trí ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp. Trước kia Tiêu Phàm chỉ biết là có loại phương pháp này, thẳng đến Lâu Ngạo Thiên nói cho hắn về sau, hắn mới sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai ngưng tụ nguyên tuyển, nhất định phải dị ma mệnh ma thạch bên trong hội tụ khí số cùng nguyên lực, chỉ cần lấy đặc định trận pháp, để thánh đế cảnh tu sĩ hấp thu, liền có thể tự động mở ra nguyên tuyển. Mà có nguyên tuyển, tu sĩ lĩnh ngộ bản nguyên chi lực tốc độ cũng nhanh vô số lần, tự nhiên đột phá thánh tôn cảnh hy vọng liền lớn rất nhiều. Một ngày này, Tiêu Phàm bẩn thỉu từ một chỗ mông lung động phủ đi ra, lấy tay vung lên,
cả người lại khôi phục thần thanh khí sảng. Lão Tam, có thể. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong hai người vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, bọn họ đều không kịp chờ đợi ngưng tụ nguyên tuyền. Những ngày qua, bọn họ cảm giác sâu sắc dị ma cường đại, nếu như không đột phá thánh tôn cảnh, chỉ có thể kéo Tiêu Phàm lùi về. Tiêu Phàm gật gật đầu, lúc đưa tay, một khối cao khoảng một trượng thạch đầu xuất hiện ở động phủ cửa ra vào, phía trên viết bốn chữ lớn, Nguyên Tuyền Động Thiên. Mỗi lần nhiều nhất tiến vào 50 người, bây giờ vô tận thần phủ thánh đế cảnh đỉnh phong, có chừng 100 người, phân hai nhóm tiến vào. Tiêu Phàm nói ra, Lão Tam, danh sách ta đã làm xong. Nam Cung Tiêu Tiêu lấy ra một mai ngọc phù nói, đây là nhóm đầu tiên. Tiêu Phàm lắc đầu cười khổ, Nam Cung Tiêu Tiêu quả nhiên vẫn là trước sau như một quyết định nhanh chóng. Nhóm người thứ nhất, đi theo ta. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong đám người lách mình xông vào bên trong Nguyên Tuyền Động Thiên. Trong đó Tu La Điện Thập Điện Điện Chủ tất cả đều xuất hiện, mặt khác đều là tứ điện cao thủ. Ta tới cấp cho mọi người hộ pháp, mọi người liền an tâm. Tiêu Phàm cười cười, chỉ là lời còn chưa dứt, thanh âm cảm nhiễm mà tới, con người băng lãnh bỗng nhiên nhìn về phía không trung, một cỗ sát ý lặng yên dâng lên. Ma đồng, đi theo ta. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, mang theo đệ lục ma vệ doanh ma soái đạp không mà lên. Ầm ầm, vô tận thần phủ, phía trên đại trận rung động kịch liệt, tựa như thiên địa đều muốn sụp xuống, chân trời ma khí quay cuồng, sôi trào mãnh liệt. Dám can đảm giết ta thánh tộc người, cút ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng quát như sấm vang vọng thương khung, lại là nhìn thấy cả người khoác hắc sắc chiến giáp, mọc ra đầu sư tử thân người hoàng kim dị ma cầm trong tay hoàng kim chiến kích, lạnh như băng quan sát vô tận thần sơn. Hắn tán phát khí tức cực kỳ cường đại, so trước đó Tiêu Phàm giết chết hắc viêm ma tôn có thể muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Không cần nghĩ cũng biết, người này hẳn là tứ tinh ma tôn. Ở sau lưng hắn, còn đi theo mấy chục gần trăm dị ma, yếu nhất đều là bán bộ thánh tôn cảnh, trong đó còn có 7-8 cái nhị tinh ma tôn, 2 cái tam tinh ma tôn. Đội hình như vậy, tuyệt đối xem như cực kỳ cường đại. Phải biết, ứng phó nhân tộc ma tôn tổng cộng cũng mới 30-40 cái mà thôi, tam tinh ma tôn càng là chỉ có 10 người, lần trước bị Tiêu Phàm giết 2 cái, chỉ còn lại có 8 người. Mà bây giờ, nhưng lại đến 2 cái, càng là xuất hiện hạ phẩm nguyên tôn, có thể nghĩ dị ma đối vô tận thần phủ coi trọng. Cũng khó trách dị ma như thế đại trận trận chiến, lần trước chết không chỉ có riêng chỉ là Hắc Long ma tôn 2 người bọn họ tam tinh ma tôn, còn có hàng vạn mà tính sơ giai dị ma. Mà giết chết bọn hắn đồng bạn, nhưng chỉ là một cái mới xây tiểu thế lực, lần này, bọn họ hoàn toàn là ôm hủy diệt vô tận thần sơn tâm thái đến. Lời còn chưa dứt, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt từ vô tận thần sơn bắn ra, Tiêu Phàm cầm đầu, ma đồng theo sau lưng. Đồng thời, Tà Vũ, Khương Ách, Trúc Hồng Tuyết bọn họ cũng theo sau, đằng đằng sát khí hướng về đối phương dị ma. Chính là các ngươi giết Hắc Long bọn họ, cầm đầu dị ma ánh mắt u lãnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm bọn hắn tu vi, trong mắt đều là khinh thường. Bốn cái thượng phẩm thánh tôn, hiển nhiên còn không thả trong mắt hắn, chúng ta giết dị ma nhiều lắm, không biết ngươi nói cái nào. Tà Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, một cái tứ tinh ma tôn, hai cái tam tinh ma tôn, đội hình như vậy, Tà Vũ hoàn toàn không có nửa điểm áp lực. Bây giờ bốn người bọn họ tổ, mỗi người cơ hồ đều là thượng phẩm thánh tôn đỉnh phong. Khoảng cách hạ phẩm nguyên tôn cũng chỉ là cách xa một bước. Bọn họ bản nguyên chi lực, cùng bình thường tứ tinh ma tôn không kém bao nhiêu, mà khống chế lực, càng là cùng giai bên trong người nổi bật. Tự tìm cái chết, cầm đầu dị ma quát lạnh một tiếng, hoàng kim chiến kích giận chỉ lấy Tà Vũ. Hô, phía sau hắn một cái tam tinh ma tôn lách mình mà ra, lao thẳng tới Tà Vũ đi. Mấy tháng không có động thủ, thân thể đều dỉ xét. Tà Vũ giãy giụa cổ. Cầm trong tay huyết kiếm xông ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, so đối diện tam tinh dị ma muốn nhanh hơn gấp đôi có thừa. Phốc, một đạo huyết kiếm tại hư không nở rộ, thẳng hướng Tà Vũ tam tinh ma tôn trực tiếp một phân thành hai, thần hồn câu diệt. Một đòn miểu sát, đáng sợ như vậy thực lực, trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả dị ma. Làm sao có thể, cầm đầu dị ma lộ ra vẻ mặt không thể tin, cùng là tam tinh ma tôn, hắn người lại bị đối phương cho miểu sát. Không phải bọn họ thánh tộc người, cùng giai một dạng so thiên hoang hiếu thắng sao. Lại càng không cần phải nói thái cổ thần giới thánh tôn cảnh. Nhưng sự thật trước mắt, lại là để bọn hắn không thể không tin tưởng.
Quá yếu, Tà Vũ nhàn nhạt mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đối diện cầm đầu dị ma, đều tức bể phổi. Bản thân lại bị một cái thái cổ thần giới run rế cho khinh bỉ. Chết, một tiếng quát như sấm, cầm đầu dị ma cầm trong tay hoàng kim chiến kích xiết ra, bọn họ khí thế hùng hổ đến, nếu như cứ như vậy cụp đuôi đào tẩu, nơi nào còn có mặt mũi đi gặp Vệ Long Ma Tôn. Đã sớm nên như thế, Tà Vũ thần sắc hờ hững, trong mắt đột nhiên bắn ra dị ma lãnh quang, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. Tứ tinh ma tôn, hắn không phải là không có đấu qua, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, biết rõ tam tinh ma tôn cùng tứ tinh ma tôn chênh lệch, hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi. Bang, kiếm kích chạm vào nhau, va chạm ra vô số hỏa hoa, rậm rạp chằng chịt hư không liệt phùng xuất hiện ở trước người hai người. Hoàng kim dị ma bị đẩy lui ba bước, mà Tà Vũ lại lui về phía sau năm bước, nhưng trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Liền thực lực như vậy, các ngươi cũng dám xâm lấn thái cổ thần giới. Tà Vũ cười lạnh một tiếng, liền thực lực như vậy, ngươi nhà thực sự là khẩu khí thật lớn, lão tử đường đường tứ tinh ma tôn, vừa rồi một đòn thế nhưng là chiếm cứ thượng phong, ngươi lại dám khinh thường ta. Nhưng mà, sau một khắc, Tà Vũ trên người đột nhiên bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, so sánh vừa rồi ít nhất phải cường đại hơn hai lần. Hoàng kim dị ma sắc mặt biến hóa, hắn rốt cuộc biết, tiểu tử này không phải đang nói khoác, mà là hắn vừa rồi bảo lưu lấy thực lực. Đối mặt bản thân tứ tinh ma tôn, hắn còn dám giữ lại thực lực. Cái này khiến hoàng kim dị ma kinh ngạc không thôi, trong lòng manh động thoái ý. Giết, một tên cũng không để lại. Nơi xa, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra mấy chữ, mà Hậu Chiêu cầm tu la kiếm lách mình mà ra, một kiếm quét dọn, hàng vạn mà tính dị ma trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Lấy hắn thượng phẩm thánh tôn cảnh thực lực, đồ sát một chút bán bộ thánh tôn cảnh, cùng thông thường nhất tinh ma tôn, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Giết, Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết mấy người cũng đồng thời xông ra, ma đồng càng là lấy tay vung lên, 300 ma vệ xông ra, từng cái đều là trung phẩm thánh tôn tu vi, khí thế kinh khủng rung động tinh hà. Trốn, hoàng kim dị ma thấy thế, toàn thân hiện nổi da gà lên. 300 trung phẩm thánh tôn, đáng sợ như vậy thực lực, coi như bọn họ xâm nhập thái cổ thần giới tất cả thánh tôn cảnh cộng lại, cũng chỉ đến như thế, cái này nho nhỏ vô tận thần phủ, vậy mà có nhiều như vậy thánh tôn cảnh cường giả. Bọn họ không phải một cái mới thành lập tiểu thế lực sao, làm sao sẽ cường đại như thế? Dù cho những cái kia vài vạn năm nội tình đại thế lực, cũng kém xa tít tắp a. Hiện tại muốn trốn, muộn, Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hoàng kim dị ma phía trước, không chút do dự một kiếm chém ra. Kiếm thệ, một đạo kiếm quang hiện lên, hoàng kim dị ma còn chưa kịp chống đối, trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên qua mi tâm, ánh mắt ngốc trệ, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân vậy mà chết uất ức như thế, bị một cái thượng phẩm thánh tôn cho miểu sát. Càng làm cho hắn chết không nhắm mắt chính là tiếp xuống Tà Vũ mà nói. Tiêu Phàm, ngươi liền quá mức, Tà Vũ đi tới, vẻ mặt khó chịu nói, thật vất vả gặp gỡ cái đi tìm cái chết, ngươi vậy mà cướp ta đầu người. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, lười nhác cùng Tà Vũ nói nhảm. Ở những cái này dị ma, hắn một cái cũng không chuẩn bị buông tha, 300 ma vệ tồn tại, hắn có thể không muốn bại lộ. Bằng không, vô tận thần phủ tất nhiên sẽ gặp dị ma trọng điểm chiếu cố. Khả năng cái kia lục tinh Vệ Long Ma Tôn, tự mình dẫn người đánh tới. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, muốn ngăn cản lục tinh Ma Tôn, không khác người si nói mộng. Trừ phi Tiêu Phàm có thể đột phá hạ phẩm nguyên tôn, có lẽ còn có thể có lực đánh một trận. Đại chiến tiếp tục, kém không hơn nửa canh giờ, tất cả dị ma bị Tiêu Phàm bọn họ dọn dẹp không còn một mảnh, chân chính một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm, tiếp tục như vậy không được. Đến lúc đó khẳng định còn sẽ có càng mạnh dị ma đến, vạn nhất tới một ngũ tinh ma tôn làm sao bây giờ? Tà Vũ lo lắng nói. Tiêu Phàm cầm kiếm đứng chắp tay, cau mày, con ngươi nhìn qua nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Phàm rất biết mình thực lực, nếu như bình thường ngũ tinh ma tôn, hắn có lẽ còn có thể chống đối một hồi, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ. Đạt tới dạng này cảnh giới, muốn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới khiêu chiến vẫn là cực kỳ khó khăn. Tiêu Phàm hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng mặc dù đạt đến trung phẩm thánh tôn cảnh, nhưng là bàn về đối bản nguyên chi lực khống chế lực, vẫn có một ít chênh lệch. Là nên suy tính, Tiêu Phàm thở sâu. Hắn không phải tự phụ người,
hắn đứng sau lưng thế nhưng là toàn bộ Vô Tận Thần Phủ, hàng ức tu sĩ, hắn nhất định phải vì cái kia vô số sinh mệnh phụ trách. Tiêu Phàm, rút cái thời gian, đi với ta gặp một chút sư tôn. Tà Vũ thử hỏi nói. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm không bỏ xuống được Vô Tận Thần Phủ, có thể bằng vào một mình hắn, là thủ không ở Vô Tận Thần Phủ. Từng tiến vào ma quật chính bọn họ, thấy qua vô số dị ma, bây giờ đến Vô Tận Thần Phủ dị ma, chỉ là một đám con tôm nhỏ mà thôi. Một khi một đám lục tinh dị ma, thậm chí thất tinh dị ma giết vào thái cổ thần giới, Vô Tận Thần Phủ tất nhiên khó có thể đào thoát bị phúc diệt kết cục. Ta trở về, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm nhìn phía dưới Vô Tận Thần Phủ, có chút do dự. Để Khương Ách cùng Trúc Hồng Tuyết bọn họ thay người giữ vững thời gian mấy ngày, tà thần cổ vực cũng không phải rất xa, tốc độ cao nhất đi đường mà nói, nhiều nhất một ngày thời gian mà thôi, chậm nữa cũng liền 2-3 ngày thời gian. Tà Vũ lơ đễnh nói. Dừng một chút lại bổ sung một câu, huống hồ, người mang theo truyền tống ngọc bàn, không phải tùy thời đều có thể trở về sao. Tiêu Phàm thở sâu, lúc này mới gật gật đầu, nói tốt. Tiêu Phàm, người yên tâm, ta sẽ giữ vững Vô Tận Thần Phủ, chờ ngươi trở về. Cách đó không xa Khương Ách không chút do dự vỗ ngực bảo đảm nói. Ta sẽ giữ vững Vô Tận Thần Phủ, Trúc Hồng Tuyết cũng gật gật đầu. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức về sau, lúc này mới gật gật đầu, vậy bây giờ liền đi. Ma Đồng, người phụ trách trấn thủ Vô Tận Thần Phủ, đề phòng đạo trích xâm phạm. Là, tộc trưởng, Ma Đồng cung kính đáp, đối Tiêu Phàm mệnh lệnh, hắn chỉ có phục tùng vô điều kiện. Tiêu Phàm nhìn Vô Tận Thần Sơn đỉnh Nguyên Tuyền động thiên một cái, quả quyết cùng Tà Vũ rời đi Vô Tận Thần Phủ. Lần này, hắn ai cũng không mang. Hắn nội tâm cũng có vô số nghi hoặc, muốn từ tà thần nơi đó lấy được đáp án. Trên đường, Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được nói, Tà Vũ, ngươi nói, vì sao trừ bỏ những cái kia đại gia tộc bên ngoài, Thiên Hoang Thần Các sao không người đến đây? Tiêu Phàm còn có một câu không nói. Thiên Hoang Thần Các dù sao cũng là Thiên Hoang Cự Vô Bá một trong, không có khả năng còn không có lấy được Thái Cổ Thần Giới tin tức. Mà Thiên Hoang Thần Các lại không ai giáng lâm Thái Cổ Thần Giới, giải thích duy nhất chính là, Thiên Hoang Thần Các cho tới bây giờ liền không có phái người đến trợ giúp Thái Cổ Thần Giới dự định. Chẳng lẽ, Thái Cổ Thần Giới cứ như vậy bị từ bỏ? Hỏi ra lời này, hắn cũng là mang theo trong lòng sau cùng một tia may mắn. Thiên Hoang Thần Các sẽ không phái người đến. Những cái kia đại gia tộc cũng sẽ không phái người đến. Tà Vũ lại là ánh mắt phức tạp lắc đầu. Vì sao, Tiêu Phàm cau mày. Bởi vì, Tà Vũ nhìn Tiêu Phàm một cái, lại nói Thái Cổ Thần Giới cùng Thiên Hoang ở giữa tinh lộ đã bị phong tỏa, trừ bỏ cá biệt người, những người khác không thể tùy ý lui tới, chúng ta cũng không được. Tiêu Phàm có chút phẫn nộ. Như hắn nghĩ như vậy, Thiên Hoang thật từ bỏ Thái Cổ Thần Giới. Chẳng lẽ Thái Cổ Thần Giới ở trong mắt Thiên Hoang, là như vậy không đáng sao? Chúng ta tốt xấu cũng có được thủ hộ thần điện tư cách lệnh, có thể tùy ý đi lại, nhưng là phải trả ra cái giá tương ứng. Tà Vũ giải thích nói. Nói đến đây, Tà Vũ trên mặt mang một tia vẻ trào phúng, nói, nhắc tới cũng là một loại châm chọc, người biết không? Thiên Hoang Thần Các đoạn thời gian trước đem việc này thông chi Thánh Các, muốn để bọn hắn tự động tổ chức cứu viện Thái Cổ Thần Giới. Có thể ngươi biết kết quả sao? Tiêu Phàm không có mở miệng, nhưng nội tâm đã được đến đáp án. Ngươi đoán không lầm, Tà Vũ đắng chát cười một tiếng, nói Thiên Hoang Thần Các không có người nào nguyện ý đến Thái Cổ Thần Giới, bao quát đã từng từ Thái Cổ Thần Giới rời đi tu sĩ. Thái Cổ Thần Giới, cứ như vậy bị từ bỏ. Tiêu Phàm đè thấp lấy thanh âm, trong giọng nói mang theo nồng nặc không cam lòng. Hắn đi Thiên Hoang. Nhưng thời khắc đem mình làm Thái Cổ Thần Giới một thành viên. Hắn không sợ trời, không sợ đất, chính là nghĩ đến mạnh lên, mơ ước một ngày nào đó, có thể bảo hộ người bên cạnh mình. Nếu như đủ khả năng, tận lực phù hộ Thái Cổ Thần Giới. Bởi vì hắn tin tưởng, bên cạnh mình còn có vô số chiến hữu. Nhưng hiện tại, hắn là như vậy thất vọng. Mà hắn thực lực, còn chưa đủ vì Thái Cổ Thần Giới chống đỡ mưa gió. Dù cho Vô Tận Thần Phủ, hắn cũng không có cách nào phù hộ, không thể không nói, đây là một loại cường đại châm chọc. Đúng vậy a, chúng ta đều bị từ bỏ. Tà Vũ thật sâu thở dài, trên mặt lại là lộ ra một vẻ ngoan sắc, Thiên Hoang, đã sớm triệt để mục nát, từ trên căn nát. Thượng cổ đại kiếp, Thiên Hoang mặc dù tổn thất nặng nề,
nhưng không có thương đến căn bản, bởi vì tổn thất lớn nhất là Thái Cổ Thần Giới, là Thái Cổ Thần Giới đứng ở tuyến đầu. Nhưng cuối cùng nghênh đón lại là Nguyên Tuyền ngưng tụ phương pháp bị đoạt, Thái Cổ Thần Giới bị tập thể chèn ép. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng nặc không cam lòng, nói Thiên Hoang vì sao không cho Thái Cổ Thần Giới tu sĩ đột phá thánh tôn cảnh. Ngươi cũng biết, thượng cổ đại kiếp về sau, thiên địa phá toái, nguyên lực mỏng manh, Thiên Hoang vì duy trì phát triển của bọn họ, đem Thái Cổ Thần Giới tất cả nguyên lực rút ra, ngưng tụ ở Thiên Hoang, Thái Cổ Thần Giới tu sĩ tự nhiên không cách nào thánh tôn cảnh. Tà Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn quan sát vực ngoại tinh không, bất đắc dĩ nói, người A, đều là ích kỷ, chỉ là Thiên Hoang đem ích kỷ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế mà thôi. Nhưng là không cần thiết gãy Thái Cổ Thần Giới căn A. Tiêu Phàm vẫn như cũ nghĩ không hiểu. Người đem nguyên lực rút đi liền rút đi, vì sao còn phải biến mất ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp đây? Đây chẳng qua là trong đó một cái nguyên nhân, một cái khác nguyên nhân, là Thái Cổ Thần Giới đã từng bị dị ma chiếm cứ, Thiên Hoang không nghĩ Thái Cổ Thần Giới dùng để lớn mạnh dị ma. Tà Vũ lại giải thích một câu. Nói đến đây, Tà Vũ đột nhiên ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, nói, nếu như tương lai có một ngày, dị ma xâm lấn Thiên Hoang, người sẽ trợ giúp sao? Người sẽ sao? Tiêu Phàm không có trực tiếp trả lời, ngược lại ý vị thâm trường nhìn Tà Vũ một cái. Ta sẽ không, Tà Vũ quả quyết lắc đầu, nói, đời thứ nhất ta liền là Thái Cổ Thần Giới người, bây giờ ta vẫn là, Thiên Hoang cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tà Vũ lời nói, ngược lại để Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nếu để cho hắn đến trả lời vấn đề này, hắn nội tâm đáp án, cũng là sẽ không. Thiên Hoang đều từ bỏ Thái Cổ Thần Giới, dựa vào cái gì hắn muốn đi trợ giúp Thiên Hoang đây? Khi còn sống, chỉ có Thiên Hoang người có thể sống. Mà chết thời điểm, chẳng lẽ còn muốn hắn Tiêu Phàm bồi tiếp chết sao? Đó là không có khả năng. Bất quá, người ta cũng không cần bi quan như thế, có lẽ, Thái Cổ Thần Giới so ngươi suy nghĩ một chút hiếu thắng đây. Tà Vũ đột nhiên cười thần bí. Tiêu Phàm gật gật đầu, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, phía trước một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt hấp dẫn hắn chú ý lực. Thật là mạnh kiếm đạo, Tà Vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trực tiếp kinh hô mà ra, Thái Cổ Thần Giới, còn có mạnh mẽ như vậy kiếm tu sao? Tiêu Phàm cũng là kinh dị hết sức, trong đầu tựa như nghĩ tới điều gì, nói, nơi đó tựa như là Man Hoang Cổ Thành, Man Hoang Cổ Thành không phải là bị dị ma dẹp xong sao? Hơn 2 tháng trước, Tiêu Phàm vừa mới trở lại Thái Cổ Thần Giới, Man Hoang Cổ Thành liền bị dị ma điên cuồng công kích, Hoang gia gia chủ Hoang Thiên Quân, mang theo cả tòa Man Hoang Cổ Thành chạy trốn. Man Hoang Cổ Thành vị trí, đã lưu lại một cái hố sâu to lớn. Có thể nào bây giờ còn có người? Đi, đi qua nhìn một chút, Tiêu Phàm đột nhiên chuyển biến phương hướng, hướng về Man Hoang Cổ Cương vị trí bay đi. Tà Vũ cùng lên. Hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, cái này cường đại kiếm tu là ai? Tốc độ của hai người rất nhanh, không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà, một mảnh hung mãnh chiến trường xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Chân trời, một cái nam tử cầm trong tay một chuôi trường kiếm màu bạc lăng không mà đứng, một bộ bạch bào trắng hơn tuyết, ngông nghênh khí thế, trên người trán phóng thông thiên kiếm khí. Ở hắn chung quanh, đứng đấy 8 cái dị ma. Trong đó 6 cái nhị tinh ma tôn, 2 cái tam tinh ma tôn. Trận thế như vậy, cùng trước đây không lâu tiến công Vô Tận Thần Sơn dị ma cũng không phân cao thấp. Nhưng mà, để Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc là, bạch bào nam tử áo trắng chỉnh tề sạch sẽ, không có nửa điểm thương thế, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch mà thôi. Bình thường mà đối diện 8 cái dị ma, từng cái trên người đều có xúc mục kinh tâm vết kiếm. Người này là ai? Tà Vũ nhịn không được sợ hãi than nói, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Tiêu Phàm trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ phức tạp, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra bạch bào nam tử, đã từng, cái này bạch bào nam tử, vẫn là hắn thuộc hạ. Chỉ là nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm chưa thấy qua hắn, cũng từ từ quên đi hắn. Đồng dạng, Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ không gửi hy vọng làm cho đối phương quy thuận bản thân, bởi vì giờ khắc này bạch bào nam tử. Sớm đã không phải đã từng người kia. Diệp Khuynh Thành, nghe được Tà Vũ lời nói, Tiêu Phàm nói ra một cái tên. Không sai, bạch bào nam tử không phải người khác, chính là Diệp Khuynh Thành.
từng tại chiến hồn đại lục chính là tuyệt thế thiên kiêu, cùng chiến hoàng thiên nổi danh, về sau giáng lâm thái cổ thần giới, nhận tổ quy tông, gia nhập man hoang cổ thành Diệp gia. Bởi vì Diệp Khuynh Thành phản tổ huyết mạch quá mức biến thái, có thể cùng ngay lúc đó Diệp gia thiếu chủ Diệp Tam Sinh tranh đoạt vị trí gia chủ, Diệp Tam Sinh tìm cơ hội phế bỏ Diệp Khuynh Thành. Tiêu Phàm đi ngang qua man hoang cổ thành thời điểm, vừa lúc thấy cảnh ấy, toàn lực giúp hắn một tay. Tiêu Phàm không chỉ cứu tốt rồi đã bị phế bỏ Diệp Khuynh Thành, còn giúp hắn cướp lấy Diệp gia chi tổ truyền thừa. Diệp Khuynh Thành cùng hắn phụ thân Diệp Thệ chi quy thuận Tiêu Phàm, chỉ bất quá bởi vì Diệp Khuynh Thành đoạt được Diệp gia chi tổ truyền thừa về sau, đối với hắn cực kỳ lạnh lùng, Tiêu Phàm cũng coi như làm không có chuyện này. Về sau, Tiêu Phàm sáng lập Vô Tận Thần Phủ, Diệp Khuynh Thành thay hắn chặn lại Thiên Gia người, Tiêu Phàm cũng khi hắn trả sạch phần ân tình kia, về sau hai người lại cũng không có liên lạc qua. Hắn cũng không nghĩ đến, bây giờ hơn 10 năm đi qua, vẫn còn có cơ hội gặp lại, Diệp Khuynh Thành cũng đột phá đến hạ phẩm thánh tôn. Hơn nữa, hắn vậy mà dĩ hạ phẩm thánh tôn thực lực, chặn lại 6 cái nhị tinh ma tôn cùng 2 cái tam tinh ma tôn, thực lực, cực đoan biến thái. Ngươi biết, Tà Vũ cổ quái nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn đột nhiên phát hiện, Tiêu Phàm đi tới chỗ nào đều có người quen, hơn nữa người quen biết, từng cái đều rất yêu nghiệt. Nhận biết, đã từng còn rất quen, Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn cùng với Diệp Khuynh Thành quả thực quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, hai người hiện tại mặc dù không biết là không phải bằng hữu, nhưng ít ra, bọn họ tuyệt đối không phải địch nhân. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, Diệp Khuynh Thành kiếm đạo vẫn luôn rất mạnh, hiện tại càng thêm xuất sắc, nhưng là, ta cuối cùng cảm giác kiếm đạo của hắn thiếu một loại đồ vật. Thứ gì, Tà Vũ không hiểu, hắn đối Diệp Khuynh Thành không hiểu rõ, ngược lại cũng không nhìn ra cái gì. Kiếm cách, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tiện cách, Tà Vũ trợn to hai mắt, nói Tiêu Phàm, ngươi làm sao mắng chửi người đây? Tiêu Phàm trợn trắng mắt, nói, mỗi người đều có độc lập nhân cách, kiếm đạo cũng phải, Diệp Khuynh Thành kiếm đạo mặc dù tuyệt thế cường đại, nhưng cùng bản thân ẩn ẩn có chút không hợp nhau, cái này a. Tà Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, Diệp Khuynh Thành cùng 8 đại dị ma lần nữa giao đánh nhau, tử tế quan sát phía dưới, hắn cũng phát hiện chuyện như thế. Kiếm đạo của hắn xác thực rất mạnh, nhưng người quá lạnh. Tà Vũ bình luận nói, bất quá dù vậy, cùng tuổi bên trong, trên đời này so với hắn kiếm đạo càng mạnh người, sợ là không có, một khi hắn trưởng thành, tuyệt đối là thái cổ thần giới phúc. Ngươi nói sai, Tiêu Phàm xác thực lắc đầu, nói, luận kiếm đạo, ở người ta quen biết bên trong, hắn còn sắp xếp không đến đệ nhất. Cũng đúng, người kiếm đạo cũng rất mạnh, ta còn không có gặp qua người toàn lực thi triển qua kiếm đạo đây. Tà Vũ ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn lúc này mới nhớ lại, Tiêu Phàm thiên phú kiếm đạo cũng là cực kỳ biến thái. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, nói, ban đầu ở tiểu thế giới, ta không phủ nhận điểm ấy, nhưng tiến vào thái cổ thần giới về sau, ta học quá tạp, tạp mà không tinh, ta kiếm đạo, không bằng hắn. Nói đến đây, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Tà Vũ nói, ngươi kiếm đạo đều vượt qua ta, chỉ là ngươi kiếm đạo có chút cực đoan. Cái gì gọi là ta kiếm đạo đều ở trên ngươi, chẳng lẽ ta rất kém cỏi sao? Tà Vũ có chút khó chịu nói. Tiêu Phàm lại là cười không nói. Tốt rồi, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi nói cái kia kiếm đạo so với cái này Diệp Khuynh Thành còn mạnh hơn người là ai? Tà Vũ lại hỏi. Cũng là chúng ta tiểu thế giới kia người đi ra ngoài, về sau ngươi gặp được. Tiêu Phàm cũng không nói đến danh tự của người kia. Nhưng trong đầu hắn, lại là nhớ tới Lâu Ngạo Thiên thân ảnh. Luận kiếm đạo, Lâu Ngạo Thiên thuộc về đệ nhất. Đó mới là một cái chân chính vì kiếm mà sống người, độc nhất vô nhị. Thiết, Tà Vũ nhếch miệng, bất quá trong lòng hắn lại là càng ngày càng hiếu kỳ, Tiêu Phàm trong lòng cái kia kiếm đạo đệ nhất người là ai? A à, đột nhiên. Nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, hai người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy Diệp Khuynh Thành một kiếm đem một cái nhị tinh ma tôn chém thành hai đoạn, trực tiếp thần hồn câu diệt. Ngay sau đó, không đợi những cái kia dị ma từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại một cái nhị tinh ma tôn bị chém giết. Ở trước mặt hắn, chém giết nhị tinh ma tôn, liền tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ đều nhìn sợ ngây người. Vẻn vẹn 7-8 cái thời gian hô hấp, Diệp Khuynh Thành cơ hồ một kiếm một cái,
6 cái nhị tinh ma tôn toàn bộ bị hắn chém giết hầu như không còn. Mà hắn, vẫn như cũ bạch bào trắng hơn tuyết, ánh mắt sắc bén dị thường, trở nên càng hung mãnh hơn. Chỉ là, hắn mặt sắc lại là có chút trắng bệch, trong thời gian ngắn chém giết 6 cái nhị tinh ma tôn, cũng đã tiêu hao hết hắn bản nguyên chi lực. Nhất kiếm khuynh thành, người này rất mạnh, Tà Vũ từ trong thâm tâm tán thán nói, chỉ là, hai cái kia tam tinh ma tôn lại không thể dễ dàng như thế đối phó, bản nguyên chi lực chênh lệch quá xa, Tiêu Phàm, người không xuất thủ sao? Tiêu Phàm lại là híp híp hai mắt, nói chờ một chút. Tiêu Phàm không có lập tức tiến lên, không phải hắn không muốn cứu Diệp Khuynh Thành, mà là hắn luôn cảm giác, trước mắt Diệp Khuynh Thành không phải chân chính hắn. Từ khi Diệp Khuynh Thành huyết mạch phản tổ về sau, cả người tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Hiện tại đi lên cứu hắn, chưa chắc sẽ để Diệp Khuynh Thành có ấn tượng tốt, ngược lại có thể là chán ghét. Giết, trong đó một cái hắc giáp tam tinh ma tôn nhìn thấy 6 cái thuộc hạ bị giết, giống như bị điên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác. Giờ khắc này, trên người hắn bản nguyên chi lực cuồn cuộn, chí ít cũng đạt tới 500.600 nguyên, tăng thêm hắn đối bản nguyên chi lực khống chế độ, một chiêu này uy lực, tuyệt đối đạt đến 170.180 nguyên bản nguyên chi lực toàn bộ bùng nổ uy lực. Diệp Khuynh Thành tuy mạnh, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hạ phẩm thánh tôn mà thôi, hơn nữa chuyên tu kiếm đạo bản nguyên lực lượng, tối đa cũng chỉ có 100 nguyên bản nguyên chi lực. Cho dù hắn đối kiếm đạo bản nguyên lực khống chế độ đạt đến 5 thành, thậm chí 8 thành, hơn nữa kiếm đạo bản nguyên bản thân uy lực so mặt khác bản nguyên chi lực phải cường đại 5 thành. Hắn có thể đủ phát huy ra được bản nguyên chi lực uy lực lớn nhất, cũng vẻn vẹn không đến 100 nguyên mà thôi. Đối phương cơ hồ là có được có thể tùy tiện hủy diệt hắn lực lượng, hơn nữa còn ôm tất giết hắn quyết tâm, như thế nào hắn có thể đủ ngăn cản. Tam tinh dị ma tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới Diệp Khuynh Thành trước người, Diệp Khuynh Thành toàn lực chém ra vài kiếm, có thể vẫn như cũ không có quá nhiều hiệu quả. Cả người bị dị ma trường đao chém trúng, thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, đập xuyên mấy đầu sơn mạch mới dừng lại. Bay ngược quá trình bên trong, Diệp Khuynh Thành trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tiêu Phàm, còn không xuất thủ, Tà Vũ nhíu mày. Tuy nói ở thiên hoang, lấy hạ phẩm thánh tôn thực lực, có thể đối chiến tam tinh ma tôn người, có không ít. Nhưng trước mắt thế nhưng là Diệp Khuynh Thành a. Hơn nữa vừa bắt đầu hắn còn có thể chém dụng 6 cái nhị tinh dị ma, hiện tại mạnh mẽ chống đỡ tam tinh ma tôn một đòn mà bất tử. Thiên phú như vậy, thực lực như vậy, dù cho ở thiên hoang mà nói, cũng là kinh tài tuyệt diễm. Nếu như người này chết ở chỗ này, vậy cũng thật là đáng tiếc. Lại chờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu. Tà Vũ không nói, hắn không biết Tiêu Phàm còn muốn cái gì, có thể nhìn đến Tiêu Phàm cái kia hết sức ngưng trọng thần sắc. Hắn cũng không có tiếp tục thuyết phục. Tiêu Phàm tất nhiên nhận biết Diệp Khuynh Thành, hơn nữa biểu hiện không có bất kỳ cái gì địch ý, nghĩ đến Tiêu Phàm hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn xem Diệp Khuynh Thành chết. Huống chi, bây giờ Thái Cổ Thần Giới đã bị thiên hoang từ bỏ, thiếu nhất chính là Diệp Khuynh Thành dạng này có thể độc cản một phương tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ Tà Vũ ý nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Bàn về thiên phú chiến đấu, hắn mấy cái huynh đệ Lăng Phong cũng tốt, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng được, thậm chí Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim bọn họ, cái nào có thể so với Diệp Khuynh Thành kém đây? Diệp Khuynh Thành mạnh chính là kiếm đạo thiên phú, nhưng chân chính cùng giai tu vi, nếu là đối đầu Nam Cung Tiêu Tiêu, chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Giết chết hắn, nhìn thấy Diệp Khuynh Thành bị oanh bay, một cái khác tam tinh ma tôn hoàn toàn không cho Diệp Khuynh Thành bất cứ cơ hội nào. Chỉ thấy hắn tay cầm lấy một cái hắc sắc cái búa một chùy đập xuống, to lớn cái búa giống như một ngôi sao đồng dạng, hư không nhao nhao nổ tung, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, cái kia bụi bặm bên trong, một đạo bạch sắc thiểm quang phóng lên tận trời, theo bạch sắc thiểm quang xuất hiện, cái kia mở tối lỗ đen đều bị chiếu thông minh lên. Nhất kiếm lượng như chú, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người con ngươi hơi hơi co rút lại một chút. Nếu như không phải tận mắt thấy, hai người chắc chắn sẽ không tin tưởng, một kiếm này chỉ là một cái hạ phẩm thánh tôn chém ra đến. Không đúng, hắn hẳn không có mạnh như vậy mới đúng. Tà Vũ nhíu mày. Diệp Khuynh Thành có lẽ cố ý giữ lại thực lực, nhưng đối mặt tam tinh ma tôn, có thể giữ lại năm thành thực lực đã là cao nhất.
Nói cách khác, Diệp Khuynh Thành bộc phát cũng nhiều nhất có thể khiến cho uy lực của hắn gia tăng gấp đôi mà thôi. Nhưng trước mắt một kiếm này, chỗ nào chỉ là tăng lên gấp đôi uy lực, chỉ ít đều tăng lên gấp 5, đã đủ để uy hiếp đến Tam Tinh Ma Tôn. Phốc suy một tiếng, cái kia Tam Tinh Ma Tôn trong tay cái búa, liền tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng, bị Diệp Khuynh Thành kiếm đạo mở ra. Cái kia dị ma cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cực tốc hướng phía sau thối lui, nhưng vẫn như cũ chậm một nhịp, thân thể bị một kiếm chém thành hai đoạn. Hắn trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn mình nửa người dưới ra sức, hoàn toàn không thể tin được tất cả những thứ này. Hắc giáp Tam Tinh Ma Tôn thấy thế, cũng trong nháy mắt biến sắc, từng đạo thủ quyết oanh sát mà ra. Nhưng mà, cái kia trong không gian hư vô lại là một mảnh yên tĩnh, thẳng đến chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh màu trắng từng bước một từ đó đi ra, hắn một tay nắm lấy trường kiếm, quanh thân kiếm khí bay múa, ngưng tụ thành một cái kiếm đạo kết giới. Quỷ dị chính là, hắn một đầu tóc dài đen nhánh, giờ phút này lại trở thành ngân sắc, trong suốt sáng như tuyết, thậm chí, liền lông mày đều biến thành màu trắng bạc. Cả người tản mát ra một loại cực kỳ lạnh lùng, băng hàn khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Tóc dài màu trắng tại hư không loạn vũ, đỏ thắm con ngươi hiện ra khát máu quang mang, giống như một tôn cái thế ma tôn giáng lâm. Trung phẩm thánh tôn, cái kia hắc giáp ma tôn thấy thế, mí mắt một trận cuồng loạn, vừa rồi đối phương phía dưới phẩm thánh tôn chém giết bọn họ nhị tinh ma tôn, giống như chém dưa chặt rau một dạng tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ đối phương đột phá đến trung phẩm thánh tôn cảnh, bọn họ hai cái này Tam Tinh Ma Tôn cũng chưa hẳn là đối thủ a. Trốn, đây là bọn hắn trong lòng hai người ý nghĩ đầu tiên, nhưng là, bọn họ cũng không có lập tức đào tẩu, chẳng biết tại sao, hai người hai chân đều đang run rẩy lấy. Đối mặt thời khắc này Diệp Khuynh Thành, hai người bọn họ đều sinh ra một loại sâu trong linh hồn hoảng hốt. Hắn không phải Diệp Khuynh Thành, Tà Vũ đột nhiên thấp giọng hô nói. Hắn khí tức trên thân, để cho ta nghĩ tới một người. Kiếm ma, Tiêu Phàm trong miệng nỉ non phun ra hai chữ. Ngươi biết kiếm ma, Tà Vũ lại là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nói, không sai, hắn khí tức trên thân, cùng mấy chục vạn năm trước một người giống nhau y hệt, chính là ngươi trong miệng kiếm ma, chỉ bất quá, hắn lúc trước không phải chết ở một tòa thất tinh ma quật bên trong sao. Mấy chục vạn năm trước, Tiêu Phàm suy tư, đột nhiên trong mắt lóe lên ánh sáng. Ngươi nói hẳn là Diệp gia chi tổ, ngươi khi đó đều sống ra một đời, hắn có lẽ cũng có khả năng. Tà Vũ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát nói, không đúng, hắn cũng không có chân chính sống sót, chỉ là một loại đặc thù ý chí sinh tồn mà thôi, bằng không mà nói, hắn lại còn cần chiếm trước Diệp Khuynh Thành thân thể. Đoạt xá, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái tên, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh quang. Trước đó hắn chỉ là có một loại phỏng đoán. Cho rằng Diệp Khuynh Thành chỉ là bởi vì huyết mạch phản tổ về sau, người biến tự phụ, lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên là bị một loại khác ý chí đoạt xá. Cũng không thể nói là đoạt xá, nhưng là không kém nhiều, nếu như kiếm ma ý chí không tiêu tan, Diệp Khuynh Thành vĩnh viễn đều khó có khả năng là chính hắn. Tà Vũ híp hai mắt nói. Khó trách Tiêu Phàm vẫn không có động thủ, nguyên lai hắn sớm đã có phỏng đoán. Cái kia phải làm thế nào làm? Tiêu Phàm trực tiếp hỏi. Tà Vũ nhìn qua nơi xa kiếm khí ngất trời Diệp Khuynh Thành, thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng lên, kiếm ma người này, năm đó cũng coi là thái cổ thần giới hào kiệt, hắn cũng không phải là vì xâm chiếm Diệp Khuynh Thành thân thể mà xâm chiếm. Nói đến đây, Tà Vũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Thượng cổ đại kiếp về sau, thiên địa xuất hiện vô số anh tài tuấn kiệt, đáng tiếc, tuyệt đại bộ phận đều đã mai táng ở dòng sông lịch sử bên trong. Cho dù là hắn, nếu như không phải hắn sư tôn vừa lúc đi ngang qua, đoán chừng cũng sớm đã tử vong. Thở sâu, Tà Vũ lại nói kiếm ma một đời vì chiến mà cuồng, muốn nhường hắn ý chí nghỉ ngơi, chỉ có nhường hắn say sưa sảng khoái một trận chiến, chỉ bất quá. Chỉ tuy nhiên làm sao? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Ngươi nha, đều lúc này, ngươi còn thừa nước đục thả câu. Chỉ bất quá, hai cái này dị ma. Có vẻ như không đủ để hắn đánh một trận thỏa thích. Tà Vũ đắng chát cười một tiếng, nói, đến lúc đó, hắn ý chí không tiêu tan, Diệp Khuynh Thành thân thể và linh hồn không chịu nổi, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói cách khác, muốn để kiếm ma ý chí hoàn toàn biến mất, chỉ có cùng hắn sảng khoái một trận chiến.
Tiêu Phàm thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng lên. Giờ phút này bị kiếm ma ý chí phụ thể Diệp Khuynh Thành, cũng không thể dùng một cái tầm thường trung phẩm thánh tôn đến đối đãi, dù cho so đại bộ phận thượng phẩm thánh tôn đều cường đại hơn. Liền kiếm khí này, cũng đủ để cho rất nhiều thượng phẩm thánh tôn sợ hãi, khó trách hai cái này tam tinh ma tôn sẽ sợ. Ngược lại là còn có một cái biện pháp, Tà Vũ suy nghĩ một chút nói, nhìn thấy Tiêu Phàm sắp nổi giận sắc mặt, hắn cũng không dám lại thừa nước đục thả câu, trừ phi có thể áp chế kiếm ma ý chí, nhưng trên đời này, đoán chừng không có bao nhiêu người có thể đủ áp chế hoàn toàn hắn, trừ phi sư tôn ta. Lan, Tiêu Phàm thấp giọng quát. Tà Vũ gia hỏa này, nói nhiều như vậy, căn bản chính là nói nhảm. Nếu là tà thần ở chỗ này, người nói lời này còn có chút giá trị, hiện tại liền hai chúng ta, hai cái thượng phẩm thánh tôn ý chí, lại làm sao có thể áp chế kiếm ma ý chí đây? Đã từng kiếm ma, đoán chừng chí ít đều là pháp tôn cảnh, bằng không mà nói, một cỗ ý chí không có khả năng trường tồn lâu như vậy. Tà Vũ nhún nhún vai, nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có nhường hắn niềm vui tràn trề đánh một trận. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, Tiêu Phàm khí tức trên thân biến, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm đạo khí tức. Chính ngươi lên. Tà Vũ kinh ngạc hết sức. Bằng không thì sao, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Tiêu Phàm, nói câu khó nghe, hai người chúng ta cộng lại, cũng chưa chắc có thể áp chế kiếm ma kiếm đạo ý chí, đến lúc đó ngược lại sẽ tổn thương Diệp Khuynh Thành thân thể. Tà Vũ thở dài. Điểm này Tiêu Phàm lại làm sao không biết đây. Chỉ là, kiếm ma ý chí phụ thể thời gian càng dài, Diệp Khuynh Thành tổn thương càng nặng, hắn dù sao cũng là bản thân Tu La Điện người. Tiêu Phàm quỳ sát ở trước mặt mình, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết đây. Ngươi thay ta lược trận. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó một tay cầm kiếm hướng về Diệp Khuynh Thành đi đến. Hắn nội tâm kỳ thật cũng là chiến ý trùng thiên, có thể cùng mấy chục vạn năm trước cường giả ý chí một trận chiến, làm sao không phải là một loại bản thân đề cao con đường. Hiện tại, cũng chỉ có hắn có thể đủ xuất thủ cứu Diệp Khuynh Thành. Tiêu Phàm xuất hiện. Cũng trong nháy mắt để Diệp Khuynh Thành cùng đối diện hai cái tam tinh ma tôn chú ý tới, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người kiếm khí, hai cái kia dị ma càng là vẻ mặt tuyệt vọng. Một cái Diệp Khuynh Thành liền đã như thế đáng sợ, hiện tại lại tới một cái cường hãn kiếm tu. Nhưng mà một khắc sau, sắc mặt hai người lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì bọn hắn phát hiện, đến cái này kiếm tu có vẻ như không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào Diệp Khuynh Thành. Nếu như hai người này đánh lên, cái kia hai người bọn họ không thì có cứu. Nghĩ vậy, hai cái dị ma kích động trong lòng dị thường, mặc dù mặt ngoài còn lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là cực kỳ kỳ vọng hai người liều mạng. Tiêu Phàm, Diệp Khuynh Thành tự nhiên cũng cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức, quay đầu nhìn tới, liếc mắt liền nhận ra. Ngươi còn nhận biết ta? Tiêu Phàm ngược lại có chút ngoài ý muốn, khẽ cười một tiếng. Theo lý thuyết, giờ phút này Diệp Khuynh Thành bị kiếm ma ý chí chiếm cứ lấy, hắn không nên nhận biết mình mới đúng a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, Diệp Khuynh Thành huyết mạch phản tổ thời điểm, hắn còn ở đây, kiếm ma có thể nhận ra mình, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Ngươi muốn ngăn ta giết bọn họ, Diệp Khuynh Thành dày đặc khí lạnh nói, ngân sắc ma phát vũ động, không khí chung quanh đều tràn ngập một cỗ lạnh ý. Tiêu Phàm không nói. Sau đó đột nhiên đưa tay chính là một kiếm, hai đạo kiếm quang thiểm thước, hai cái kia còn đang may mắn dị ma, bỗng nhiên nhìn thấy hai đạo kiếm quang xuyên qua mi tâm của mình. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận thức. Hai người trên mặt vẫn như cũ lộ ra vẻ kinh hãi, chí tử đều không nghĩ đến, bản thân sẽ bị đột nhiên này xuất hiện kiếm tu giết chết. Bọn họ không phải đến tự giết lẫn nhau sao? Ta là tới giết bọn hắn. Tiêu Phàm lúc này mới lạnh lùng mở miệng, trên người kinh khủng sát khí từ trên người hắn nở rộ, so với vừa rồi càng lạnh hơn. Ngay sau đó, hắn chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, chỉ Diệp Khuynh Thành nói, rời đi Diệp Khuynh Thành thân thể. À, Tiêu Phàm, mấy chục năm không gặp, người trở nên so trước kia càng thêm tự phụ. Diệp Khuynh Thành nhe răng cười một tiếng, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Mỗi đi một bước, trên người hắn kiếm khí liền lăng lệ mấy phần. Con người cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Tiêu Phàm cẩn thận, đây là hắn bản nguyên tuyệt kỹ tuyệt tình thất bộ sát, không thể để cho hắn đi đến bước thứ 7.
Tà Vũ thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Tuyệt tình thất bộ sát, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá không cần Tà Vũ nhắc nhở, hắn đã cảm nhận được một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương tập trung vào bản thân. Mặc dù Diệp Khuynh Thành khí thế ở kéo lên, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn sinh cơ đang chảy mất. Tuyệt tình thất bộ sát, giết địch 1000, tổn hại 800. Kiếm mà đây là nghĩ càng bản thân một kiếm phân thắng bại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tay phải chấn động, toàn lực thúc dục hỗn độn kiếm khí nguyên tuyền, cuồn cuộn kiếm khí từ trên người hắn gào thét mà ra, giống như vô cùng vô tận phong nhận cắt hư không. Lưỡi kiếm nhìn như rất loạn, nhưng lại tạo thành một cái quy tắc tràng vực, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương. Tốt nhất phòng ngự là tiến công, Diệp Khuynh Thành thản nhiên nói, lúc này, hắn vừa lúc đi đến bước thứ 7. Giết, theo một chữ giết phun ra, Diệp Khuynh Thành trường kiếm trong tay chém một cái, chỉ một thoáng, hư không tựa như xuất hiện vô cùng vô tận lợi kiếm, đi theo động tác của hắn, một kiếm hướng về Tiêu Phàm chém tới. Rầm rầm rầm, Tiêu Phàm quanh thân kiếm khí cùng kiếm quang kia đụng vào nhau, phát ra từng đợt bén nhọn kim loại va chạm thanh âm, hư không triệt để cuồng bạo, tạo thành một mảnh lỗ đen. Tà Vũ đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong hắc động tất cả, vì Tiêu Phàm lo lắng. Chính mình cũng đã nhắc nhở hắn, hắn ngược lại tốt, vậy mà không có ngăn cản Diệp Khuynh Thành tuyệt tình thất bộ sát, mà là lựa chọn phòng ngự. Đây hoàn toàn không giống Tiêu Phàm làm người a. Tiêu Phàm, cũng đừng ngỏm tại đây. Tà Vũ ngâm khẽ một tiếng, thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Hư vô hắc động bên trong, Tiêu Phàm cực lực thúc dục hỗn độn kiếm đạo nguyên tuyền, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ, tạo thành một cái hình tròn kiếm giới. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, cái này hình tròn kiếm giới bên trong, còn có trận pháp đường vân. Không sai, Tiêu Phàm đem trưởng trung thời không sáp nhập vào cái này kiếm giới bên trong, khiến cho uy lực của nó tăng gấp bội. Bằng vào kiếm đạo, Tiêu Phàm không thể nào là kiếm ma đối thủ, đối phương thế nhưng là pháp tôn cảnh cường giả, hắn kiếm đạo một mực cường đại dường nào. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không yếu, nhưng đoán chừng cũng tối đa chỉ có thể đủ cùng kiếm ma ngang hàng mà thôi. Nhưng mấu chốt là, nếu như vẻn vẹn chỉ là ngang hàng mà nói, hắn căn bản cứu không được Diệp Khuynh Thành, ngược lại sẽ hại chết hắn. Bởi vậy, Tiêu Phàm đành phải sử dụng thủ đoạn khác, đã có thể phá hủy kiếm ma ý chí, lại có thể bảo vệ Diệp Khuynh Thành. Trường trung thời không lực phòng ngự, vẫn luôn là Tiêu Phàm cường đại nhất một loại thủ đoạn một trong, chỉ là đột phá thánh tôn cảnh về sau tương đối ít dùng mà thôi. Dù sao, trường trung thời không có mạnh hơn. Nhưng tại bản nguyên tuyệt kỹ trước mặt, vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm nhận được trưởng trung thời không một loại biến hóa khác, kia liền là dung nhập kiếm đạo về sau, tạo thành vô số kiếm đạo thời không. Những cái này kiếm đạo thời không rào sát cùng một chỗ, không khỏi có được cực kỳ khủng bố công kích, hơn nữa còn có được phòng ngự tuyệt đối. Chỉ là, loại này phòng ngự đối tự thân tiêu hao rất lớn. Hơn nữa còn có cực lớn tiến bộ không gian. Trường trung thời không hình thành kiếm đạo thế giới, mặc dù hỗn loạn, nhưng nếu như dung hợp thành công, uy lực hoàn toàn không thua bản nguyên tuyệt kỹ. Tiêu Phàm trong lòng không một vui, giống như phát hiện đại lục mới một dạng. Thậm chí, hắn đã đem loại này kỳ lạ thủ đoạn xưng là kiếm phệ. Cùng kiếm thể khác biệt, một chiêu này kiếm phệ, chính là quần thể công kích, phòng ngự tuyệt đối, mà không phải đơn thể công kích. Nhưng uy lực cũng không yếu bao nhiêu. Bang bang, từng tiếng nổ vang truyền ra, Tiêu Phàm quanh thân kiếm phệ kết giới rung động càng ngày càng mạnh liệt, Diệp Khuynh Thành kiếm khí một kiếm liên tiếp một kiếm, uy lực càng lúc càng lớn. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Khuynh Thành thể nội sinh cơ chạy mất nhanh hơn. Tựa như hắn mỗi một kiếm đều sẽ mang đi một bộ phận sinh cơ. Đây quả thực là đồng quy vu tận đấu pháp. Nếu như địch nhân có thể chống được hắn công kích, cuối cùng không cần đối phương xuất thủ, chết liền là chính hắn. Tiêu Phàm hiện tại mặc dù còn có thể gánh vác được, nhưng là nếu như vậy xuống dưới, không đợi cứu Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành sinh cơ liền bản thân đã tiêu hao hết. Kiếm đạo ý chí, Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn phải cùng ta liều chính là ý chí, nếu như ta ý chí mạnh hơn hắn đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không kiềm hãm được thở sâu. So ý chí, hắn rất có tự tin. Nhưng vạn nhất đây, vạn nhất bản thân không như kiếm ma,
bản thân không chỉ có muốn chết, Diệp Khuynh Thành cũng phải chết. Mà không tự mình ra tay mà nói, Diệp Khuynh Thành ngược lại chưa chắc sẽ lập tức chết. Điện chủ, giúp ta một chút sức lực. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một đạo hư nhược thanh âm, Tiêu Phàm còn cho rằng mình nghe lầm. Diệp Khuynh Thành, Tiêu Phàm trong lòng tự nói một tiếng, thanh âm này, tuyệt đối là Diệp Khuynh Thành. Giúp ta, cầu khẩn thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là tựa như tùy thời có thể biến mất. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, thở sâu, tựa như làm một cái chật vật quyết định một dạng. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm hai mắt bỗng đã xảy ra biến hóa kỳ dị, con mắt màu đen biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đen tuyền, bên trong có một đạo huyết u minh du đáng. Nghịch loạn chi đồng, mở ra, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động gào thét mà ra, không nhìn bốn phía nhìn thấy, trong nháy mắt đảo qua Diệp Khuynh Thành. Sau một khắc, tất cả kiếm khí trong nháy mắt đình chỉ, tựa như thời không dừng lại một dạng. Trước mắt sắc thái rực rỡ thời gian chậm rãi biến mất, bốn phía biến thành một mảnh huyết sắc thế giới, khắp nơi yên tĩnh im ắng, ở Tiêu Phàm phía trước cách đó không xa, lại là xuất hiện hai đạo bóng người. Một cái Diệp Khuynh Thành, một bộ bạch bào, hoàn toàn như trước đây tư thế hiên ngang, nhưng sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng có thể đủ đứng vững. Mà ở bên cạnh hắn, lại là một cái tóc trắng lông mi trắng trung niên nam tử, hai mắt đỏ tươi, mặt như ngọc quan, áo bào cổ động ở giữa, trong lúc vô hình tản ra một cổ khí tức cường đại. Kiếm ma, loại nhân vật này, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành tiêu điểm một dạng tồn tại. Đồng thuật không gian, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, kiếm ma chủ động mở miệng, trong giọng nói còn mang theo vẻ khác lạ. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ nghịch loạn chi đồng đồng thuật đáng sợ, ở chỗ này, những người khác cơ hồ chỉ có biến thành bị sâu xé phần. Nhưng kiếm ma vẻn vẹn chỉ là ý chí, lại còn có thể hành động tự nhiên, cái này vượt qua hắn dự kiến. Thả Diệp Khuynh Thành, người muốn chiến, cùng ta chiến. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trên người sát khí càng ngày càng đậm hơn. Kiếm ma như có điều suy nghĩ đánh giá Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Nói, có ý tứ, vậy mà để cho ta đều nhìn không thấu, bất quá, trên người ngươi nhân quả nhiều lắm, cơ hồ không có một vật là của ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm linh hồn run lên bần bật. Lời này là có ý gì? Có lẽ người khác không minh bạch, nhưng Tiêu Phàm lại là rất rõ ràng. Đúng vậy a, hắn vốn là linh hồn xuyên Việt, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thân thể này là không thuộc về hắn. Hơn nữa, trên người hắn có vô số pháp bảo, có thể mỗi một món pháp bảo, đều không phải là thuộc về chính hắn, dù cho tu la kiếm, dù cho bạch sắc thạch đầu. Chẳng lẽ cái này kiếm ma, nhìn ra đến, ai trên người không có nhân quả đây? Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi vạn phần, nhưng mặt ngoài lại là duy trì bình tĩnh. Đúng vậy a, ai trên người không có một chút nhân quả đây? Kiếm ma lắc đầu thở dài, nói, bàn về kiếm đạo ý chí, 10 cái. 100 cái ngươi bây giờ, cũng không phải ta địch thủ, đáng tiếc là, ta lại giết không chết ngươi. Tiêu Phàm cau mày, cái này kiếm ma nói cái gì mê sảng đây? Ngươi cho rằng ngươi kiếm đạo ý chí mạnh, có thể bây giờ còn chưa giao thủ đây, ngươi ở đâu ra tự tin? Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm con ngươi đều mãnh liệt rung rung. Chỉ thấy kiếm ma khoát tay áo, nói thôi, thế giới này đối với ta mà nói đã trở thành quá khứ. Tiêu tán, cũng không cần kinh lịch tuyệt vọng. Bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi một lần, trên người ngươi rất nhiều nhân quả, khả năng cuối cùng sẽ muốn ngươi mệnh, ta nếu là ngươi, chọn bỏ đi tất cả, một lần nữa lại đến, chỉ làm bản thân. Một lần nữa lại đến sao? Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, hắn đạt cho tới bây giờ cảnh giới, xác thực không cần bao lâu thời gian. Thế nhưng là, bây giờ dị ma xâm lấn, hắn cho dù nguyện ý bỏ đi, cái kia cũng làm không được a. Mấu chốt nhất là, nếu quả thật như kiếm ma nói tới như vậy, cho dù bản thân một lần nữa lại đến, cũng không nhất định có thể chỉ lo thân mình. Tiền bối có thể nhìn thấy nhiều như vậy, vì sao lúc trước sẽ chết đây? Tiêu Phàm thử hỏi nói. Ngươi không tin thì thôi. Kiếm ma một lần liền nghe ra Tiêu Phàm đang thử thăm dò bản thân, trực tiếp nói, ta sở dĩ sẽ chết, là bởi vì Thái Nhất Thánh Giới 10 đại thiên tôn vây công. Tiêu Phàm mí mắt nhảy lên, 10 đại thiên tôn vây công, nghe Tà Vũ nói, người mới pháp tôn a, một cái pháp tôn, có thể ngạnh kháng 10 đại thiên tôn.
mặc dù cuối cùng chết rồi, nhưng là chết có ý nghĩa à. Người phải chết, mà nói cũng nhiều, ai? Kiếm ma thở dài một tiếng. Tiền bối, Tiêu Phàm muốn ngăn cản, có thể kiếm ma thân ảnh trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành vô số quang vũ sáp nhập vào Diệp Khuynh Thành thể nội. Tiêu Phàm trơ mắt nhìn xem kiếm ma ý chí biến mất, lại không thể làm gì. Kiếm ma nói những lời kia không ngừng quanh quẩn ở trong đầu của hắn, trong lòng tựa như nhiều hơn một cây gai, nhưng hắn cực kỳ khó chịu. Hắn cũng hoài nghi tới kiếm ma mà nói, nhưng là, đạt tới hắn cảnh giới bây giờ, cũng không cảm giác được trên thân người khác nhân quả, có thể kiếm ma lại liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đối phương không cần thiết dọa bản thân, lấy hắn ý chí cường đại, hoàn toàn có thể ra tay với mình. Thế nhưng là, đối phương lại tựa như nhận định giết không được bản thân. Điểm này, để Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ phiền muộn. Bất quá lại nói trở về, Tiêu Phàm trên người nhân quả xác thực không ít, có Bác Lão, có Cửu U Ma Chủ, thậm chí còn có Tu La Tổ Ma. Những người này, đều đã từng là quát tháo thiên địa đại nhân vật, đạt tới kiếm ma như vậy cảnh giới, có lẽ có thể cảm ứng được một chút đặc thù khí thế cũng không nhất định. Bỏ qua nhân quả, Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, âm thầm trầm ngâm nói, không có những cái này nhân quả, ta lại như thế nào nhanh như vậy đạt đến cảnh giới bây giờ. Huống hồ, lão sư ân tình, Cửu U Ma Chủ lúc trước quà tặng, cùng Tu La Tổ Ma truyền thừa, những người này nhân quả đối ta mà nói, chỉ là một loại trách nhiệm, chưa chắc là không tốt hậu quả. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng cây gai kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Có được bây giờ thành tựu, chính là những cái kia nhân quả có được, nếu như những cái này nhân quả thật cần bản thân bỏ ra cái gì, Tiêu Phàm cũng nguyện ý gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Thở sâu, Tiêu Phàm lại là nhìn thấy cách đó không xa Diệp Khuynh Thành khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Kiếm ma ý chí tán loạn, cuối cùng vẫn là lựa chọn giúp Diệp Khuynh Thành một cái, dù sao, hắn dù sao cũng là Diệp gia chi tổ. Có lẽ, kiếm ma cũng là nghĩ lấy, bản thân giết không chết Tiêu Phàm, còn không bằng dứt khoát tác thành cho hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng thuật không gian trong nháy mắt biến mất. Quá trình này, nhìn như rất dài, kỳ thật cũng chỉ là hai thời gian ba hơi thở mà thôi. Tiêu Phàm, Tà Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành hai ba cái hô hấp đều không nhúc nhích, có chút lo lắng chạy tới, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Phàm hai mắt khôi phục linh động. Ta không sao, Tiêu Phàm sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, thi triển đồng thuật không gian, với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Hắn vận chuyển vô tận chiến điển, thể nội bản nguyên chi lực khôi phục nhanh chóng, lẳng lặng chờ đợi đối diện Diệp Khuynh Thành. Không sai biệt lắm một ngày một đêm về sau, Diệp Khuynh Thành lúc này mới tỉnh lại. Oanh, một cổ khí tức cường đại từ trên người đối phương nở rộ, vô cùng vô tận kiếm khí mãnh liệt, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ dọa đến lui về phía sau hơn mấy chục dặm. Lấy Diệp Khuynh Thành làm trung tâm, mấy chục gần trăm bên trong phạm vi, tất cả đều bị đầy trời kiếm khí bao phủ, tràng diện hùng vĩ hết sức. Hắn kiếm đạo, lại mạnh lên, Tà Vũ hít sâu một cái nói. Đúng vậy a, lại mạnh lên, Tiêu Phàm cũng cảm khái một câu, phía trước Diệp Khuynh Thành chỉ là nắm giữ kiếm ma kiếm đạo truyền thừa mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Khuynh Thành thế nhưng là dung hợp kiếm ma kiếm đạo ý chí, có thể không mạnh sao? Một ngày hai cảnh, thượng phẩm thánh tôn cảnh. Sau nửa ngày, Tà Vũ trợn to hai mắt nhìn xem Diệp Khuynh Thành, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Người sư tôn nếu như dùng cái gì đến quà tặng ngươi, tuyệt đối không chỉ một ngày hai cảnh. Tiêu Phàm lại là ý vị thâm trường bổ sung một câu. Trong lòng cũng là cảm khái, có thể có được kiếm ma quà tặng, cũng là Diệp Khuynh Thành tạo hóa. Tà Vũ trợn trắng mắt, ngay sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, nói, ngươi là nói kiếm ma quà tặng Diệp Khuynh Thành. Ngươi làm như thế nào? Ta hiểu lấy tình, thông lấy lý. Tiêu Phàm chậm rãi mở miệng nói, một bộ muốn đại thuyết đặc thuyết tư thế. Thôi đi, kiếm ma nếu là ngươi mấy câu có thể thỏa hiệp, cũng sẽ không đạt tới năm đó độ cao. Tà Vũ không tin nói. Đúng rồi, kiếm ma đã từng là cảnh giới gì? Tiêu Phàm nhìn không được hỏi một câu. Thượng phẩm pháp tôn a. Tà Vũ nghĩ nghĩ, nói, bất quá đáng tiếc, hắn một mình giết vào thất tinh ma quật. Cuối cùng bị 10 cái thiên tôn phục sát mà chết, hơn nữa còn bị hắn giết 5 người. Tê Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Lấy thượng phẩm pháp tôn tu vi, bị 10 cái thiên tôn vây công, hơn nữa còn giết chết 5 cái. Dạng này chiến tích,
phóng nhãn cửu thiên thập địa, chỉ sợ cũng cao cấp nhất. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, làm bản thân đạt tới thượng phẩm pháp tôn cảnh giới thời điểm, phải chăng cũng có thể làm đến dạng này hành động vĩ đại. Sau nửa ngày, Diệp Khuynh Thành khí tức trên thân rốt cục bình tĩnh lại, tu vi cuối cùng dừng lại ở thượng phẩm thánh tôn cảnh giới. Bất quá Tiêu Phàm cùng Tà Vũ có thể từ trên người nồng nặc kiếm đạo khí tức nhìn ra, Diệp Khuynh Thành đoán chừng khoảng cách hạ phẩm nguyên tôn cảnh cũng không xa. Điện chủ, ở Tà Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy Diệp Khuynh Thành đi đến Tiêu Phàm trước người cách đó không xa, đột nhiên quỳ một chân trên đất nói. Điện chủ, Diệp Khuynh Thành vậy mà quy thuận Tiêu Phàm, bực này nhân vật, cái nào không phải ngông nghênh khí thế, lại có thể đối người khác quỳ xuống. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không tới phiên Tà Vũ không tin, thậm chí hắn đều hoài nghi là Tiêu Phàm dở trò quỷ, ngươi nha, nhiều năm như vậy cũng không phát hiện ngươi có cái gì mị lực a, vậy mà để ngông nghênh khí thế thiên tài kiếm đạo khom lưng. Đứng lên đi, Tiêu Phàm đỡ dậy Diệp Khuynh Thành. Lấy Diệp Khuynh Thành thực lực, tuyệt đối là hắn thuộc hạ đệ nhất chiến tướng, vô tận thần phủ hiện tại thiếu nhất chính là như vậy thực lực người. Mặc dù hắn tin tưởng thập điện Diêm La bọn họ tương lai cũng có thể đạt tới dạng này cảnh giới, có thể cái kia còn cần thời gian, mà Tiêu Phàm bây giờ thiếu sót nhất, chính là thời gian. Diệp Khuynh Thành đứng dậy, thẳng tắp lấy cái eo, giống như một chuôi sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, sắc bén hết sức. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tiêu Phàm nhìn phía dưới phế tích, cau mày nói. Thuộc hạ khẩn cầu điện chủ đồng ý, Diệp gia có thể chuyển vào vô tận thần phủ. Diệp Khuynh Thành không có những ngày qua lạnh lùng, nhưng trên người ngạo khí y nguyên vẫn tồn tại. Vừa vặn, ta cần rời đi vô tận thần phủ mấy ngày, người thay ta phù hộ vô tận thần phủ an nguy. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Tuân lệnh, Diệp Khuynh Thành cung kính gật đầu. Tiêu Phàm lại thông báo vài câu, Diệp Khuynh Thành lúc này mới rời đi, Diệp gia hiển nhiên bị hắn thu vào Diệp gia cổ địa trong, hắn đến đâu, Diệp gia người liền có thể đến đâu. Tiêu Phàm. Ngươi liền tin tưởng hắn như vậy, Tà Vũ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Lấy Diệp Khuynh Thành thực lực, vạn nhất đối vô tận thần phủ bất lợi, đến lúc đó hối hận đến không còn kịp rồi. Hắn đều có thể tin tưởng ta vì sao không thể tin hắn? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Tà Vũ nói. Tà Vũ có chút im lặng, trong lòng âm thầm trầm ngâm, có lẽ đây chính là Tiêu Phàm mị lực vị trí A. Cẩn thận, đột nhiên, Tiêu Phàm hô nhỏ một tiếng. Một trường đánh vào Tà Vũ ngực, đem hắn đẩy đi ra, cùng lúc đó, mình cũng cực tốc hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, một đạo kiếm mang càng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, trong nháy mắt chui vào Tiêu Phàm mi tâm, nhanh đến liền Tiêu Phàm đều có chút trở tay không kịp. Tiêu Phàm, Tà Vũ lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, cuồn cuộn huyết hải từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt che mất mảnh này thiên địa. Ha ha, cuối cùng thành công. Nhưng mà lúc này, một tiếng cười như điên từ trong biển máu truyền ra, căn bản không có thoát đi ý tứ. Chết, Tà Vũ nhìn thấy đối phương vậy mà như thế phách lối, giết Tiêu Phàm chẳng những không có rời đi, ngược lại cười như điên không ngừng, lửa giận của hắn cùng sát khí cũng trong nháy mắt mãnh liệt cuộn trào ra. Cường đại sát cơ tập trung vào tứ phương, căn bản không cho đối phương cơ hội thoát đi. Hư không bên trong. Đột nhiên toát ra vô số huyết sắc lợi kiếm, giống như mưa sao băng một dạng bắn ra, thẳng hướng trong biển máu một người áo đen. Tà Vũ giận dữ, khủng bố tuyệt luân, dừng tay, nhưng mà lúc này, hư không đột nhiên vang lên một thanh âm. Sau một khắc, Tà Vũ động tác ngưng một cái, vẻ mặt kinh ngạc nhìn không trung, nơi đó, chẳng biết lúc nào toát ra một bóng người. Cùng lúc đó, hắc y nhân nụ cười đột nhiên ngừng lại, run rẩy quay đầu. Kinh ngạc chuyển hướng không trung. Làm sao sẽ, hắc y nhân run rẩy kinh hô mà ra. Một đòn toàn lực của hắn, không phải đâm xuyên Tiêu Phàm mi tâm sao, Tiêu Phàm làm sao có thể không chết, hơn nữa còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Không sai, thân ảnh kia không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. 3. Lúc này, hắc y nhân đâm thủng qua cái kia Tiêu Phàm, đột nhiên trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở hư không. Tàn ảnh, Tà Vũ cũng lấy lại tinh thần đến, lại là thầm hô khẩu khí. Nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, hắn đều không biết làm sao đối mặt vô tận thần phủ vô số tu sĩ. Rất nhanh, Tà Vũ liền lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm tất nhiên đều có thời gian đem mình đẩy ra, hạ
hắn lại làm sao có thể bản thân biến thành thời khắc này vong hồn dưới kiếm đây? Phải biết, Tiêu Phàm tốc độ thế nhưng là cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đó, đã đủ để cho hắn chạy ra mấy vạn dặm. Ngay sau đó, Tà Vũ vẻ mặt tò mò nhìn phía dưới Hắc Y Nhân, hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm tính tình. Phàm là muốn giết hắn người, Tiêu Phàm cũng sẽ không buông qua, thậm chí so với đối thủ còn muốn ngoan tuyệt. Nhưng hiện tại, hắn lại ngăn cản mình xuất thủ, chẳng lẽ hắn là nghĩ tự mình động thủ? Cũng không giống, Tiêu Phàm trên người căn bản không có bất luận cái gì sát ý, đây căn bản cũng không phải là đối một cái địch nhân vốn có thái độ. Hoa Thiên Thụ, người thua. Tiêu Phàm chậm rãi mở miệng, trên mặt lại là hiện lên một nụ cười. Hoa Thiên Thụ, Tiêu Phàm y nguyên nhớ kỹ cái tên này. Bích Lạc Hoàng Tuyền Hoa gia thiếu chủ, đồng dạng là Bích Lạc Hoàng Tuyền thiếu chủ, vô luận địa vị hay là thực lực ở Thái Cổ Thần Giới đều là thuộc về siêu cường nhân vật. Lúc trước Tiêu Phàm cùng hắn định ra đổ ước, cho Hoa Thiên Thụ lần thứ ba ám sát cơ hội. Rời đi Thái Cổ Thần Giới, tiến về Thiên Hoang trước đó, Hoa Thiên Thụ ám sát qua hắn hai lần, lần thứ ba vẫn không có xuất thủ, bởi vì Tiêu Phàm rời đi, hắn cũng không có cơ hội xuất thủ. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Hoa Thiên Thụ quên vụ cá cược này, những năm này, hắn liều mạng tu luyện, thậm chí còn từng tiến vào cửu u địa ngục, tu vi cũng đột phá đến trung phẩm thánh tôn. Khi hắn hai tháng trước biết được Tiêu Phàm trở về tin tức, Hoa Thiên Thụ rất nhanh liền chạy tới Vô Tận Thần Sơn bên ngoài, tìm kiếm ám sát Tiêu Phàm thời cơ. Trên đường đi, hắn cũng theo đuổi không bỏ, có thể Tiêu Phàm tốc độ bọn họ quá nhanh, hắn căn bản liền đuổi không kịp. Nhưng mà, Tiêu Phàm ở trong này vì cứu Diệp Khuynh Thành đột nhiên ngừng lại, vừa lúc cho Hoa Thiên Thụ ám sát cơ hội. Hoa Thiên Thụ thân thể khẽ run, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Bản thân vậy mà thua, ta không phải đã đột phá trung phẩm thánh tôn cảnh sao, ám sát Tiêu Phàm lại còn sẽ thất bại. Tà Vũ vẻ mặt mộng bức, cái gì ám sát đổ ước, nhưng hắn vẻ mặt im lặng, lúc nào, Tiêu Phàm còn ưa thích chơi như vậy kích thích trò chơi. Vạn nhất người khác muốn mệnh của hắn đây, Tiêu Phàm, đây là có chuyện gì? Tà Vũ nhịn không được mở miệng hỏi. Tiêu Phàm nhìn xem run rẩy Hoa Thiên Thụ, trên mặt mang vẻ thất vọng, nói, không có gì. Hoa Thiên Thụ không thực hiện lúc trước đổ ước, nhưng là không cách nào che giấu Tiêu Phàm đối Hoa Thiên Thụ thưởng thức, cái này lần thứ ba ám sát, là Tiêu Phàm có thể dễ dàng tha thứ một lần cuối cùng. Nếu như tái phạm lần nữa, Tiêu Phàm cũng không chút lưu tình. Bái kiến chủ nhân, nhưng mà lúc này, Hoa Thiên Thụ đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, cung kính bái nói. Tà Vũ trợn tròn mắt, thích khách này chẳng lẽ tên điên, giết không được người, liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, có vẻ như không phải chuyện này a. Tiêu Phàm nghe vậy, lại là nở nụ cười, hai tay đỡ dậy Hoa Thiên Thụ, nói tốt, Tu La Điện có ngươi gia nhập, tất nhiên như hổ thêm cánh. Tà Vũ rốt cục xem như minh bạch, tình cảm đây là giữa hai người tiền đặt cược a. Vừa rồi một cái tuyệt thế kiếm tu Diệp Khuynh Thành, hiện tại lại toát ra một cái trời sinh sát thủ Hoa Thiên Thụ, Thái Cổ Thần Giới tuyệt đỉnh thiên tài, có vẻ như đều muốn bị Tiêu Phàm một mẻ hốt gọn a. Chẳng lẽ Tiêu Phàm sớm liền nghĩ đến hôm nay, kế hoạch ứng phó dị ma? Hoa Thiên Thụ đắng chát cười một tiếng, hắn lần này tràn đầy tự tin mà đến, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ thất bại. Hắn ngược lại là muốn qua tự sát sự tình, xem như để bảo toàn bản thân vi ước tôn nghiêm, có thể nghĩ đến bản thân gia tộc, cùng hắn muội muội Hoa Thiên Ngữ, hắn do dự. Bây giờ dị ma xâm lấn, Thái Cổ Thần Giới nguy cơ sớm tối, hắn không thể chỉ chú ý bản thân thống khoái. Chủ nhân, thuộc hạ còn có một số việc muốn đi làm. Hoa Thiên Thụ do dự một chút, lúc này mới nói. Gọi ta công tử a, phủ chủ cũng được. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, ngươi trước đi xử lý chính mình sự tình, xử lý xong sau lại đến Thái Cổ Thần Sơn. Đa tạ công tử, Hoa Thiên Thụ cung kính cúi đầu rời đi. Tà Vũ biểu tình vẻ cổ quái, vừa rồi Diệp Khuynh Thành bị Tiêu Phàm thả đi thì cũng thôi đi, hiện tại cái này Hoa Thiên Thụ thế nhưng là đến ám sát hắn, mà vậy mà cũng làm cho đối phương rời đi. Người nhà tâm cũng quá lớn a. Hôm nay Tu La Điện lại thêm hổ tướng, ta đột nhiên phát hiện, dị ma cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm giờ phút này tâm tình vô cùng tốt. Tà Vũ trợn trắng mắt, nói, người đối với người này ổn định giá cũng quá cao hơn a, trung phẩm thánh tôn, đều không thể thành công ám sát ngươi,
có vẻ như cũng mạnh không đến đâu. Cũng không phải Tà Vũ rèm pha hoa thiên thụ, mà là sự thật. Ám sát, vốn liền là có thể vượt giai giết người, có thể hoa thiên thụ vượt qua một cái tiểu cảnh giới ám sát Tiêu Phàm, lại không có thể thành công, cái này ám sát trình độ, cũng liền bình thường mà thôi. Tiêu Phàm lại là cười thần bí, trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói, kỳ thật, lúc ấy lập xuống đánh cuộc thời điểm, ta liền ở trên người hắn lưu lại ta một đạo khí số, hắn chưa xuất hiện thời điểm, ta liền cảm ứng được. Tà Vũ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, kinh ngạc nói cách khác, cái này hoa thiên thụ bị ngươi gài bẫy. Tiêu Phàm vẻ mặt đắc ý, thậm chí có chút kiêu ngạo nói, bằng không, đồ đần mới có thể nhường hắn ám sát lần thứ ba, ngươi thật sự cho rằng ta hiểm mạng lớn sao? Tà Vũ có chút im lặng, hôm nay hắn là thật bị Tiêu Phàm vô sỉ đánh bại. Nếu như hoa thiên thụ biết rõ việc này, có lẽ cũng sẽ phiền muộn hết sức, có thể thua chính là thua, cái này không có gì tốt ăn vạ. Kỳ thật, Tiêu Phàm còn có một chút không nói, lúc trước hắn cùng với hoa thiên thụ lập xuống đổ ước, không chỉ có riêng chỉ là vì hoa thiên thụ một người mà thôi. Hắn càng lớn mục tiêu, là Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đem Bích Lạc Hoàng Tuyền thu làm môn hạ, mới là hắn dự tính ban đầu. Qua một đoạn thời gian, cũng cần phải đi tìm một chút Lạc Nam Thiên. Tiêu Phàm trong lòng lẩm bẩm một tiếng, hiện tại đã thành công lưu lại một quả hạt giống, Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng U Minh Địa Ngục sự tình, cũng nên suy tính. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người tiếp tục đi đường, bởi vì Diệp Khuynh Thành sự tình, Tiêu Phàm làm trễ nải một ngày nhiều thời giờ. Bất quá, hiện tại Diệp Khuynh Thành chạy tới Vô Tận Thần Sơn, Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan kể một chút, cho dù là tứ tinh ma tôn xâm lấn, Vô Tận Thần Sơn cũng sẽ không có sự tình. Nếu như ngũ tinh ma tôn, cho dù hắn tự mình tọa chấn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu Phàm, phía trước cách đó không xa chính là Vô Trần Thiên Cung, nếu không chúng ta đi nhìn xem. Tà Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút hiếu kỳ nói. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại nói, Vô Trần Thiên Cung, thế nhưng là trăm vạn năm trước thái cổ thần giới cự vô bá một trong. Về sau tại thượng cổ đại kiếp bên trong mẫn diệt, bây giờ lại xuất hiện, thực sự quỷ dị. Tiêu Phàm sao lại không phải nghĩ như vậy chứ? Kiếm ma nói không sai, trên người hắn tất cả, đều có hết sức nhân quả, tu la truyền thừa, chấn thế đồng quan cùng tu la kiếm đều cùng tu la tộc không thể tách rời. Mà thời không thiên châu, thì là thuộc về Bắc Lão. Bạch sắc thạch đầu, ẩn ẩn cùng tu la tổ ma có liên hệ lớn lao. Vạn thánh dược điển. Thì là vạn thánh dược các đồ vật, hiện tại hắn còn trở thành vạn thánh dược các chủ. Thậm chí, liền hắn tu luyện vô trần bí điển, cũng là thuộc về đã từng cường đại siêu cấp thế lực vô trần thiên cung. Bây giờ vô trần thiên cung lại hiện ra, Tiêu Phàm tự nhiên cũng hết sức tò mò, rốt cuộc là ai, lại dám để vô trần thiên cung lại hiện ra thế gian. Dù sao nơi này cách tà thần cổ vực cũng chỉ có một ngày lộ trình, gì không đi nhìn một chút đây. Tà Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, lại nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, tuy nói Vô Trần Thiên Cung đối Vô Tận Thần Sơn không có ác ý gì, thậm chí còn ngẫu nhiên toát ra thiện ý. Nhưng không biết rõ ràng cái này Vô Trần Thiên Cung trưởng khống giả, Tiêu Phàm bao nhiêu có chút không yên lòng. Lần này tiến về Tà Thần Cổ Vực, thuận tiện đi ngang qua Vô Trần Thiên Cung, cũng đúng lúc tiến về Vô Trần Thiên Cung bái phỏng một phen, là địch hay bạn, vẫn phải là xác nhận rõ ràng. Một nén nhang về sau, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người giáng lâm Vô Trần Thiên Cung bên ngoài. Nơi xa, một mảnh xương trắng che khuất bầu trời, mông lung, bao phủ hơn vạn dặm sơn mạch, lờ mờ có một tòa minh mông cung điện đứng vững ở sơn mạch chỗ sâu. Dù cho lấy Tiêu Phàm bọn họ lực lượng linh hồn, vậy mà cũng thẩm thấu không được. Có trận pháp dấu vết, Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn còn có một câu không nói, kia liền là. Trận pháp này tựa như là Vô Trần bí điển bên trong, hắn đã từng nhìn thấy qua. Vô Trần Thiên Cung chính là lấy trận pháp tăng trưởng, xem ra sáng lập Vô Trần Thiên Cung người, hẳn là cùng Vô Trần Thiên Cung có quan hệ lớn lao. Tà Vũ chắc chắn nói. Tiêu Phàm cũng không phủ nhận, chỉ là hắn nội tâm càng hiếu kỳ hơn, Vô Trần Thiên Cung diệt vong về sau, Vô Trần bí điển một mực không có người biết rõ. Hắn Tiêu Phàm là thượng cổ về sau cái thứ nhất lấy được Vô Trần bí điển người, chỉ là về sau cho Diệp Thi Vũ. Thi Vũ, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Ngay sau đó lại lắc đầu,
Diệp Thi Vũ còn đi theo cửu U ma chủ ở nhân tộc thí luyện cổ lộ trên cửu U cốc bế quan đây, nơi nào sẽ xuất hiện ở đây? Nếu như Diệp Thi Vũ thật trở về, nàng kia khẳng định cũng sẽ tìm chính mình, cho dù tìm không thấy bản thân, cũng cần phải sẽ tìm Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ a. Huống chi, Diệp Thi Vũ cũng không có thực lực mạnh như vậy sáng lập vô trần thiên cung mới đúng. Hiển nhiên, cái này hẳn không phải là Diệp Thi Vũ. Lão giả người nào, đột nhiên, liền khi Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người bước vào vô trần thiên cung phạm vi, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong sương mù truyền đến. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người hiện lên, quỷ dị chính là, những cái này thân ảnh từng cái đều mặc áo bào đen, ngay cả mặt mũi bộ đều bị che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ nhìn nhau, trong hai người tâm đều hơi kinh ngạc. Những người áo đen này, vậy mà tựa như không có thực thể đồng dạng, cái này cũng quá quỷ dị a. Vô tận thần phủ phủ chủ Tiêu Phàm, chuyên tới để bái phỏng vô trần thiên cung cung chủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó từ trong ngực lấy ra một phần bái thiếp. Nếu là tới bái phỏng, tự nhiên không thể mất lễ nghi. Nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, mấy cái kia hắc bào nhân ở nghe được hắn lời nói về sau, tất cả đều có chút hưng phấn. Một người cầm đầu hắc bào nhân càng là cung kính quỳ lại nói, Tiêu phủ chủ giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, cung chủ đã đợi chờ lâu ngày. Tiêu Phàm kinh ngạc, vô trần thiên cung cung chủ, biết rõ hắn muốn đến. Mời, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đối phương đã cung kính nhường ra một con đường. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đi theo Tà Vũ phóng ra bước chân. Giờ phút này hai người trong đầu tràn đầy vô số bí ẩn. Đối vô trần thiên cung cung chủ thân phận cũng càng hiếu kỳ hơn lên. Mấy người quần áo đen dẫn đường, Tiêu Phàm hai người thông suốt, những cái kia trận pháp tự động tản ra, cho bọn hắn để được. Tiêu Phàm đều không được không kinh thán, vô trần thiên cung bố trí trận pháp người này, tạo nghệ hoàn toàn không thua hắn, thậm chí càng mạnh. Tiêu Phàm, vô trần thiên cung cung chủ làm sao biết người muốn đến? Tà Vũ hiếu kỳ nói. Ta một mực đối thầy tướng số không thế nào quan tâm, bất quá, cũng chỉ có thầy tướng số có thể làm đến a. Thầy tướng số, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói, vô trần thiên cung có thầy tướng số sao? Tiêu phủ chủ, vô trần cung đến, mời ngài. Hắc y nhân làm một cái thủ hiệu mời, làm Tà Vũ chuẩn bị đi theo đi lên lúc, nàng lại không chút do dự ngăn lại, chỉ có thể Tiêu phủ chủ một người đi vào. Làm sao, các ngươi còn khác nhau đối đãi sao? Tà Vũ có chút khó chịu. Muốn nói hiếu kỳ, Tà Vũ hoàn toàn không thua Tiêu Phàm, hắn rất muốn biết rõ vô trần thiên cung cung chủ rốt cuộc là ai. Tà Vũ, ta đi trước, ngươi chờ ta chốc lát. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, sau đó một thân một mình đi về phía trước cung điện. Bang, đi tới trước cung điện, điện môn tự động mở ra, một cỗ mùi thơm đập vào mặt, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, ngừng thở. Ý đề phòng người khác không thể có. Đối với cái này còn chưa từng thấy qua vô trần thiên cung cung chủ, Tiêu Phàm tự nhiên muốn đề phòng mấy phần, hắn ngoại thân cũng nổi lên một tầng năng lượng màu vàng óng, ngăn cách nội ngoại. Thở sâu, Tiêu Phàm phóng ra bước chân, đi vào đại điện bên trong. Vào mắt là một mảnh hiện ra huỳnh quang trăm ngọc trụ, trong suốt, thánh khiết hoàn mỹ. Đại điện phía trước nhất trên bậc thang, đứng đấy một người mặc quần dài trắng nữ tử, dáng người cao gầy. Đưa lưng về phía Tiêu Phàm, trên người tản ra một cỗ lạnh ý. Từng sợi tóc sáng như tuyết, choàng tại sau vai, trên đầu mang theo một chuỗi lam sắc trang sức, tăng thêm mấy phần khí chất cao quý. Tiêu Phàm nhìn thấy người này, không khỏi nhíu mày, cảm giác người này có chút quen thuộc, nhưng lại nhận không ra. Bất quá hắn có thể khẳng định là, người này tuyệt đối không phải Diệp Thi Vũ, người khác hắn có thể không biết, nhưng tiểu ma nữ... Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không quên. Tiêu Phàm, người đã đến. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, đối phương trước tiên mở miệng. Ngôn ngữ rất lạnh lùng, không phải loại kia cố ý nhằm vào người lạnh, mà là nàng bản thân trong xương cốt tản mát ra loại kia lạnh, dường như trời sinh chính là như thế, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ngươi là, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thanh âm này, hắn có chút quen thuộc. Lúc này, nữ tử váy trắng chậm rãi quay người, một tấm quen thuộc gương mặt in vào Tiêu Phàm trong con mắt. Là ngươi, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn nữ tử, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm nửa ngày không thể bình tĩnh trở lại, vô trần thiên cung cung chủ thân phận hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn,
Vân Phán Nhi, ngươi chừng nào thì đến Thái Cổ Thần Giới? Hơn nữa còn trở thành Vô Trần Thiên Cung cung chủ. Tiêu Phàm thở sâu, hỏi. Không sai, trước mắt nữ tử váy trắng không phải người khác, thực sự là Vân Khê muội muội, lúc trước chiếm được Tô Họa Thiên Nhân tộc truyền thừa người, Vân Phán Nhi. Vân Phán Nhi trở thành thiên nhân tộc về sau, biến thành một cái không có cảm tình người. Lần trước nhìn thấy hắn, vẫn là Tiêu Phàm trở lại Chiến Hồn Đại Lục thời điểm, lúc ấy Bắc Thần Tinh Hồn chính đang vây công Chiến Hồn Đại Lục, là Diệp Thi Vũ cùng Vân Phán Nhi hai người mạnh mẽ bảo vệ Chiến Hồn Đại Lục. Tiêu Phàm mang theo Diệp Thi Vũ về tới Thái Cổ Thần Giới, nhưng Vân Phán Nhi lại là một người rời đi. Tiêu Phàm cho rằng lại cũng không có cơ hội nhìn thấy Vân Phán Nhi, không nghĩ tới lại ở trong này nhìn thấy. Ta không phải Vô Trần Thiên Cung cung chủ, Vân Phán Nhi thản nhiên nói, ta tới Thái Cổ Thần Giới, cũng không tất yếu cùng ngươi chào hỏi a. Tiêu Phàm đối Vân Phán Nhi thái độ ngược lại có chút thành thói quen, không có cảm tình người, chẳng lẽ còn quan tâm nàng đối với ngươi có hảo cảm gì sao? Hắn cũng không tức giận, ngược lại kinh ngạc hỏi, vậy Vô Trần Thiên Cung cung chủ là ai? Vân Phán Nhi không có trả lời Tiêu Phàm vấn đề, tựa như căn bản không nghe thấy đồng dạng, trầm mặc chốc lát, mới nói, Tiêu Phàm, ngươi không nên về Thái Cổ Thần Giới. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, Vân Phán Nhi, người đây là ý gì? Vân Phán Nhi khẽ thở dài một cái, lấy tay vung lên, đại điện chi môn đột nhiên phịch một tiếng đóng lại. Tiêu Phàm sầm mặt lại, lách mình chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này, đại điện bên trong lại là tràn ngập vô số trận văn, lít nha lít nhít, trong nháy mắt ngăn cách không gian, một cỗ kinh khủng lực lượng tác dụng ở Tiêu Phàm trên thân. Tiêu Phàm xương cốt tựa như muốn nổ tung đồng dạng. Hắn không chút do dự vận chuyển vô thượng kim thân đệ nhị đoán, nhưng dù cho như thế, cũng gánh vác áp lực thực lớn. Vân Phán Nhi, ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Từ khi Vân Phán Nhi trở thành thiên nhân tộc về sau, nàng biến thành một cái không có cảm tình người, đối đãi hắn Tiêu Phàm cũng như người xa lạ một dạng. Điểm này Tiêu Phàm có thể lý giải, nhưng hắn không thể nào hiểu được chính là, Vân Phán Nhi vậy mà muốn giết hắn. Hắn cùng với Vân Phán Nhi căn bản không có bất luận cái gì thù hận a, thậm chí lúc trước hắn còn đã cứu Vân Phán Nhi mệnh. Thiên đố chi nhân, vốn liền không nên tồn tại ở trên đời này, ta thiên nhân tộc, chỉ vì thiên địa làm việc, giết ngươi không bình thường sao? Vân Phán Nhi thần sắc lạnh lùng, không có nửa điểm tình cảm. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, lời này thực sự là từ Vân Phán Nhi trong miệng nói ra được. Nói như vậy, là thiên nhường ngươi tới giết ta. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, đối thiên nhân tộc, hắn vốn là không có quá nhiều hảo cảm. Người chết là không cần thiết biết rõ quá nhiều. Vân Phán Nhi lạnh như băng nói, hảo hảo hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian a, đối với ngươi mà nói, đây có lẽ là một loại giải thoát. Ầm ầm, chỉ một thoáng, hư không một trận biến ảo, Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất trong đại điện, mà là xuất hiện ở một mảnh vô ngần trong bóng tối, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số tinh thần đang xoay quanh. Tất cả tinh thần thông qua một loại sức mạnh huyền diệu liên thông cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, tác dụng ở trên người hắn. Thật là mạnh trận pháp, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, những trận pháp này nếu như là Vô Trần Thiên Cung cung chủ bố trí ra, vậy cũng quá kinh khủng. Đối phương một mực đối vô tận thần phủ duy trì thiện ý, chẳng lẽ cũng là bởi vì biết mình muốn trở về, cố ý đem bản thân dẫn vào nơi này, chỉ vì giết chết bản thân. Nếu như là người khác, có lẽ thật đúng là làm không được, nhưng Vân Phán Nhi, Tiêu Phàm thế nhưng là được chứng kiến nàng dự đoán năng lực. Không nói thật sự có thể đoán trước tương lai, nhưng tuyệt đối có thể tính tới bản thân sẽ đến. Coi như hắn có thể đủ nhìn thấy người khác tương lai, nhưng ta thế nhưng là vô mệnh chi nhân, căn bản không có mệnh cách quỹ tích, ngay cả trời cao đều không thể giết chết ta, nàng một cái thiên nhân tộc, cũng xứng. Tiêu Phàm trong mắt toát ra dị ma hàn quang. Sau một khắc, trên người hắn bộc phát ra cường đại khí tức, thân thể nhanh chóng biến hóa, trực tiếp biến thành Tu La chi thể, Tu La đệ lục biến không chút do dự thi triển. Đồng thời, phá ma chiến giáp ra trên người bây giờ. Đối phương tất nhiên muốn giết chết hắn, nhất định là lo trước khỏi họa, Tiêu Phàm tự nhiên không dám có giữ lại chút nào. Ầm ầm. Vô số tinh thần hình thành lực lượng kinh khủng nghiền ép lấy Tiêu Phàm nhục thân, cuồng bạo lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, phá ma chiến giáp phát ra từng đợt bén nhọn ma sát thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung.
điểm ấy lực lượng liền muốn giết ta, còn chưa đủ. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Bất quá, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác bốn phía thời không đang nhanh chóng biến ảo, hắn tựa như thân ở một loại quỷ dị thời không thông đạo. Vừa bắt đầu Tiêu Phàm còn không có quan tâm, có thể theo thời gian trôi qua, loại kia thời không chi lực càng ngày càng mãnh liệt, lĩnh ngộ sử dụng lực Tiêu Phàm, có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Ân, ta tu vi, đột nhiên, Tiêu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn kinh hãi phát hiện, bản thân tu vi vậy mà rơi vào trung phẩm thánh tôn. Bản thân tu vi vậy mà tại ngã xuống, nếu như vậy xuống dưới, bản thân chẳng phải là sẽ rơi xuống thánh tôn cảnh, thậm chí thánh đế cảnh. Đến lúc đó, tùy ý một cái thánh đế cảnh tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm giết chết bản thân. Giờ khắc này, Tiêu Phàm rốt cục hoảng, hắn không chút do dự lấy ra thời không thiên châu, thúc giục thời không chi lực bảo vệ bản thân, cỗ kia thời không lực lượng mặc dù giảm bớt rất nhiều, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất. Đây là nghịch chuyển thời không, để cho ta trở lại mấy chục năm trước, tu vi liền sẽ tự động ngã xuống. Tiêu Phàm rất nhanh liền hiểu rõ loại này quỷ dị thời không chi lực. Không thể không nói, loại này lực lượng cực kỳ bá đạo, hơn nữa hắn căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Làm sao bây giờ, Tiêu Phàm nội tâm vô cùng nóng nảy, cứ theo đà này, bản thân chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống khỏi phẩm thánh tôn. Không được, nhất định phải phá mở trận pháp này, bằng không mà nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm không chút do dự thúc giục thời không thiên châu, kinh khủng lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra. Chỉ một thoáng, chung quanh hắn thời không thông đạo mãnh liệt lay động, có thể vẫn không có biến mất. Thời không thiên châu đều không phá hư được, Tiêu Phàm rốt cục hoảng, cái này thời không thông đạo cũng quá ổn định rồi a. Ngay sau đó, hắn lại thi triển mấy loại bản nguyên tuyệt kỹ, vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm chuẩn bị lấy ra Chấn Thế Đồng Quan, đây là hắn hiện tại duy nhất lá bài tẩy. Nếu như Chấn Thế Đồng Quan đều không cách nào phá vỡ thời không thông đạo, hắn Tiêu Phàm tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Tiểu Hữu, an tâm chớ vội. Liền khi Tiêu Phàm chuẩn bị lấy ra Chấn Thế Đồng Quan thời điểm, một đạo hơi có vẻ tang thương thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Ai, Tiêu Phàm biến sắc, muốn tìm kiếm thanh âm chủ nhân, lại là không thu hoạch được gì. Rốt cuộc là ai ở nói chuyện với chính mình? Người bây giờ chính dọc theo thời không thông đạo chảy ngược mà lên, công kích là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, duy nhất có thể sống rời đi nơi này phương pháp, chính là dọc theo phương hướng ngược chạy. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiêu Phàm nhíu mày. Ngươi hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, không phải sao? Thanh âm kia ngược lại là không hoảng hốt không vội, nói, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, hiện tại vẫn còn kịp. Tiêu Phàm mặt âm trầm, mặc dù hắn không tin lời nói của đối phương, nhưng đối phương nói cũng không có sai. Hiện tại hắn công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hơn nữa tu vi rơi xuống, 8-9 phần 10 chính là hắn chính dọc theo thời không chi hà đảo lưu mà lên. Nói cách khác, hắn Tiêu Phàm đang ở trở lại quá khứ. Trở về thời gian càng dài, hắn tu vi liền rơi xuống càng lợi hại, nếu như đổ về 100 năm trước đó, Tiêu Phàm còn chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Đến lúc đó, đối phương muốn giết chết hắn, chẳng phải là cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Tiền bối, ta cần muốn làm thế nào? Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Đối phương tất nhiên có thể cho thân ở thời không thông đạo bản thân truyền âm, nghĩ đến đối phương thực lực đạt đến một mức độ khủng bố. Hơn nữa đối phương căn bản không có hại bản thân tất yếu, cùng lắm thì có thể trực tiếp để cho mình tiếp tục dọc theo thời không thông đạo ngược dòng về mà lên, căn bản không cần thiết phiền toái như vậy. Ngươi hẳn là cũng lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực, có thể chậm rãi thử nghiệm cảm ứng thời không thông đạo lực lượng. Thanh âm của đối phương vang lên lần nữa, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, thậm chí có chút già nua. Tiêu Phàm cẩn thận nghe, dựa theo đối phương nói tới phương pháp, cẩn thận cảm ứng đến. Hiện tại có thời không thiên châu tập trung vào thời không tốc độ chảy, hắn còn có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm trước mắt thời gian chậm rãi phát sinh biến hóa, cái kia bóng đêm vô tận chậm rãi hòa tan, thay vào đó là vô số bạch sắc lưu tinh. Lưu tinh lấy tốc độ cực nhanh từ bên cạnh hắn xẹt qua, tạo thành một đầu bạch sắc quang mang. Mà hắn bản thân vị trí địa phương,
lại là một chỗ tốc độ chảy chậm rãi dòng sông màu vàng óng, hắn chính dọc theo dòng sông màu vàng óng đi ngược lên trên. Tiểu Hữu, nhìn thấy thời không chi hà sao? Tang Thương thanh âm hỏi. Thấy được, Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời không chi hà. Nguyên lai, thời không lực lượng, vậy mà lại hội tụ thành một đầu thời không chi hà, hơn nữa, người có vẻ như thật có thể trở lại đi qua, đây cũng quá kỳ diệu. Hiện tại, người khống chế bản thân thân thể, chậm rãi dọc theo thời không chi hà xuôi dòng, chờ đạt đến tiết điểm, ta sẽ gọi ngươi rời đi. Thương Sinh thanh âm nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn thân thể bị một cổ lực lượng cường đại tha duệ, ngăn cản hắn xuôi dòng. Nhưng là, Tiêu Phàm dựa theo trong bóng tối lão giả kia nhắc nhở, chậm rãi đoạt lại thân thể chủ điều khiển quyền, ẩn ẩn có thể vượt qua cỗ này lực lượng. Cuối cùng thành công, Tiêu Phàm khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân sớm đã mồ hôi đầm đìa. Nếu như mình thật trở lại mấy chục gần trăm năm trước, vậy thì phiền toái. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một cái nghiêm túc tính vấn đề, mở miệng hỏi, tiền bối, ta tất nhiên có thể dọc theo thời không chi hà chảy ngược mà lên, vậy ta chẳng phải là cũng có thể đi theo xuôi dòng, tiến về tương lai một ngày nào đó. Ý nghĩ này rất lớn mật, nhưng Tiêu Phàm vẫn còn có chút chờ mong, nếu như mình có thể tiến về tương lai, chẳng phải là có thể giảm bớt rất nhiều chuyện. Có thể là có thể, nhưng muốn trả ra đại giới quá lớn. Thanh âm già nua trầm mặc chốc lát. Mới hồi đáp, hơn nữa, cho dù bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng chưa chắc sẽ có được xác thực tương lai. Tiêu Phàm nhíu mày, hiển nhiên là có chút không hiểu. Ngươi xem chân ngươi phía dưới thời không chi hà thì sẽ biết. Đối phương thật không có không kiên nhẫn, 10 điểm nghiêm túc giải thích nói, ngươi có phải hay không thấy được, thời không chi hà thượng lưu, cơ hồ tất cả nhánh sông cuối cùng đều tụ hợp vào chủ lưu. Nhưng là, thời không chi hà hạ lưu. Lại là có rậm rạp chẳng chịt nhánh sông. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, xác thực giống như đối phương nói tới, đại biểu cho tương lai thời không chi hà hạ lưu, khắp nơi đều là nhánh sông, thậm chí không có một đầu chủ lưu. Cái này mỗi một đầu nhánh sông, đều đại biểu cho một loại tương lai, nói cách khác, tương lai là không cố định, cho dù ngươi tiến về, cũng chưa chắc có thể lấy được kết quả ngươi muốn. Tang Thương thanh âm tiếp tục vang lên, mà quá khứ, mặc dù cố định, nhưng nó đã phát sinh, cho dù tiến về, cũng rất khó cải biến quỹ tích của nó, chỉ có thể trở thành một quần chúng mà thôi. Dừng một chút, đối phương tiếp tục nói, đương nhiên, đi qua có chút không bắt mắt sự tình cũng có thể thay đổi, nhưng trả ra đại giới, xa so với cải biến tương lai trả ra đại giới càng lớn, trong thiên hạ, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm đến, cũng tương tự không có mấy người nguyện ý đi làm. Tiêu Phàm gật gật đầu, nếu như ai có được có thể cải biến chuyện đã qua. Vậy cũng quá kinh khủng. Không đúng, tiền bối, vì sao đối phương muốn cho ta trở lại quá khứ, sau đó giết ta? Tiêu Phàm nhíu mày, Vân Phán Nhi hiện tại không phải liền là muốn đem hắn ném vào quá khứ, rơi xuống tu vi sau đó là giết hắn sao? Âm thầm lão giả đều nói cái này rất khó làm đến, hắn có thể không tin Vân Phán Nhi có thể làm đến. Ngươi nghĩ nhiều, đối phương muốn giết ngươi, căn bản không phải muốn đem ngươi ném vào quá khứ. Mà là nhường ngươi ở thời không thông đạo bên trong tự sinh tự diệt mà thôi. Âm thầm lão giả có chút im lặng nói. Ách, Tiêu Phàm mặt mo đỏ ửng, xem ra đúng là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá cũng phải, chỉ cần đem hắn ném vào thời không thông đạo bên trong, nhưng hắn mê thất bản thân, cũng lại không thể trở về, cùng giết hắn, lại có gì khác biệt. Ngươi là thiên đố chi nhân, trên người ngươi tràn đầy biến số, muốn giết ngươi trả ra đại giới cũng quá lớn, huống chi. Trên người ngươi nhân quả, cũng không phải đối phương có thể chịu nổi. Lão giả thản nhiên nói. Tiêu Phàm giật mình, đối phương không dám chính diện giết chết bản thân, chỉ có thể đem mình ném vào thời không thông đạo bên trong. Tiền bối, đối phương tại sao phải giết ta? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, nếu như người muốn giết hắn, là cựu nhân của hắn, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng muốn giết người, lại là Vân Phán Nhi, cái này khiến Tiêu Phàm có chút không tin. Nhưng mà đây cũng là sự thật, hắn tận mắt nhìn đến sự thật. Bởi vì, bọn họ ngồi không yên, lão giả thở sâu, trong giọng nói lộ ra một vòng sát cơ nồng nặc. Bọn họ là ai? Tiêu Phàm sững sờ, ẩn ẩn ngửi được một loại cường đại nguy cơ. Về sau ngươi sẽ biết, lão giả không có trả lời Tiêu Phàm lời nói,
Tốt rồi, ngay tại lúc này, rời đi thời không chi hà. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm có chút buồn bực, bất quá vẫn là không chút do dự rời đi thời không chi hà. Chỉ một thoáng, hắn thế giới trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa, Tiêu Phàm lại trở về đại điện bên trong. Kiếm phệ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người hắn bộc phát ra, cả tòa đại điện trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Làm sao sẽ, chân trời, Vân Phán Nhi mặt tái nhợt nhìn phía dưới Tiêu Phàm, trong mắt đều là không thể tin. Vân Phán Nhi, sau ngày hôm nay, người ta ân oán thanh toán xong, lần gặp mặt sau, không chết không thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, đằng đằng sát khí nhìn xem trời cao Vân Phán Nhi. Hắn cũng không biết Vân Phán Nhi vì sao sẽ đi đến một bước này, nhưng là, Tiêu Phàm cũng tuyệt không nhân nhượng một cái kẻ muốn giết mình. Lần sau, tất sát ngươi. Vân Phán Nhi khẽ cắn môi, sau đó thân thể đột nhiên tan thành mây khói, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô, sau một khắc, tà vũ cực tốc hướng về Tiêu Phàm vị trí vọt tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 201.